OK, Hồng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản điểm tin vào ngày thứ sáu hàng tuần để chúng ta cùng phân tích, đánh giá lại, định lượng lại toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Sau đó thì chúng ta sẽ có một vài ý để chúng ta phân tích và định lượng cái xu thế của VN Index tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11, và sau đó thì Hồng Lê cùng với tất cả anh chị em chúng ta sẽ điểm lại tất cả các danh mục, các cái mã cổ phiếu mà team của chúng ta liên tục theo dõi, phân tích, định lượng trong thời gian vừa qua. Thì trước khi Hồng Lê đi vào phân tích, định lượng thị trường thì trong tuần vừa qua ở trên kênh YouTube thì có một cái dòng comment thì Hùng cũng đã có trả lời rồi của anh Đức Minh TV. Thì anh có nói rằng là mỗi lần Hùng Lê ra video thì các cổ phiếu đều đã không còn điểm mua, và khi xem video thì đã bị chậm mất một nhịp so với thị trường. Còn khi thị trường xấu thì Hùng Lê lại không có ra video khuyến nghị để gom hàng. Thì đây là một cái ý kiến, nó mang một cái tính chất, tức là nó phản ánh có những cái ý đúng và cũng có những ý sai. Bởi vì ý đúng là như thế nào, tức là các cái mã cổ phiếu thì OK, đồng ý nhất trí với anh là có khi trong tuần thì những cái điểm mua đó nó đã bị qua đi. Tuy nhiên cái việc là chúng ta theo dõi các cái mã cổ phiếu thì Hùng Lê sẽ lấy ra đây một vài cái ví dụ để cho anh chị em của chúng ta có được một cái góc nhìn tốt hơn về cổ phiếu, về thị trường. Và ví dụ như đầu tiên Hùng sẽ lấy một mã cổ phiếu, ví dụ mã cổ phiếu Bao Na. Ví dụ như mã cổ phiếu Bao Na thì Bao Na Hùng Lê đã phân tích cách đây khi mà ít nhất là khoảng tầm 2 tuần, đúng không ạ? Thì Hùng Lê có đề cập đến một cái nền hỗ trợ của cổ phiếu Bao Na, ví dụ như vậy, từ nền 14.8 đến nền 15.5 là một cái nền tích lũy đây, và sau đó thì Bao Na đã có một cái phiên đẩy lên đây, tức là cái phiên phiên này là phiên ngày ngày mùng 1 tháng 11, thì ngay lập tức Hùng Lê đã có những cái khuyến nghị đưa Bao Na ở trên team Zalo. Và sau đó thì Hùng Lê phân tích đó là Bao Na sẽ có những phiên test lại ở những vùng giá 15.5, tức là sau một phiên đẩy tăng lên vùng 16 thì khả năng từ vùng 16 này cổ phiếu Bao Na sẽ chưa chạy được ngay, và chúng ta sẽ có những cái điểm test chỉnh của Bao Na ở vùng 15.5 đó. Từ 16 này Bao Na có thể có những điểm test chỉnh ở quanh vùng 15.5, và từ vùng 15.5 này thì cổ phiếu Bao Na sẽ tích lũy nền và tiếp tục một cái hành trình đi tiếp theo, đó là có thể chạm về vùng giá 17 đó. Vậy thì khi các anh chị xem theo dõi những bản tin video của Lê, vấn đề là các anh chị có chịu khó nốt lại các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật hay không mà thôi. Đó, tiếp theo. Ví dụ chúng ta sẽ nói đến cổ phiếu Techcombank. Thì Techcombank các anh chị có thể xem lại tất cả những bản tin video của Hùng Lê trước đây. Đó, tính đến thời điểm hiện tại, nếu như Hùng Lê sẽ tính ở cái điểm này đi, ở cái điểm này. Cái tọa độ điểm này là Hùng sẽ tính ở đây. Thì Hùng sẽ bật ở trên biểu đồ nến tuần, thì ví dụ như Techcombank đã là 4 tuần, các anh chị lưu ý nếu mà chúng ta xem ở trên biểu đồ nến tuần thì đã là 4 tuần. 4 tuần thì bây giờ là video của chúng ta là video 78 đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có những bản phân tích ít nhất là từ video 74. Và cái kịch bản của Techcombank tại video 74 thì Hùng Lê phân tích như thế nào, đúng không ạ? Đây thì Hùng Lê sẽ view lại một tí, nó sẽ nhỏ gọn hơn để chúng ta cùng nói về một cái quan điểm, đó là đầu tư cổ phiếu không phải là một ngày, 2 ngày mà nó là hàng tuần. Thì ở cái thời điểm này, khi đó thì Hùng có phân tích Techcombank ở target 24, các anh chị xem lại. Tức là ở những cái vùng thấp ở dưới này thì Hùng đã có những cái khuyến nghị để cho các anh chị mua, và cái target khi về vùng 24 thì Hùng Lê có những cái kịch bản test chỉnh. Đó, có những cái kịch bản test chỉnh Techcombank có thể hỗ trợ về quanh vùng 23.5. 23.5, nếu như tại vùng 23.5 này cổ phiếu Techcombank không bị gãy và cổ phiếu này tích lũy được tại đây, có những phiên hút cầu trở lại, thì Techcombank sẽ hoàn thành tiếp theo hai target. Các anh chị có thể nhìn thấy hai mũi tên này không ạ? Mũi tên xanh thứ nhất ở đây và mũi tên xanh thứ hai. Đây chính là hai target Hùng Lê đã phân tích và định lượng của Techcombank cách đây khá là lâu. Có thể là cách đây 4 tuần hoặc 5 tuần, tức là cách đây khoảng 4 đến 5 bản tin về video. Thì khi đó thì cũng có định lượng rằng Techcombank có thể đánh chạm vùng 25 đó, và mạnh hơn thì Techcombank sẽ hướng về target của vùng 26. Sau khi hoàn thành target 24 và nhịp test chỉnh tích lũy ở đây vùng 23.5 không bị gãy, vậy thì
nếu như chúng ta quay ngược lại tất cả những bản video về trước thì Techcombank có còn điểm mua không? Có còn điểm mua và rất nhiều điểm mua ở vùng giá 23.5. Khi mà Techcombank không bị gãy nền 23.5 và đạt target vùng 24, và đến ngày hôm nay thì Techcombank đã hoàn thành cái target tiếp theo của Techcombank đấy ở vùng 25. Và với mức lực đánh hiện tại như Techcombank thì Techcombank hoàn toàn có thể đạt tiếp theo target 26, thì tí nữa ông sẽ đi phân tích chi tiết. Ok, ông sẽ lấy thêm một cái dẫn chứng nữa, một mã cổ phiếu ngân hàng thứ hai đấy là MBB. Ví dụ như vậy, MBB Hùng đã phân tích từ nền giá 21, tức là đâu đó khoảng từ đây. Chúng ta sẽ đánh dấu lại đó, khoảng từ đây. Tức là nếu mà chúng ta xem trên biểu đồ đến tuần thì các anh chị vui lòng xem cho Hùng là ở đây chúng ta có thể trừ ngược lại, tức là nó khoảng tầm 10 đến 15 cái bản tin rồi. Đó, vậy thì từ một cái vùng giá 21 và hiện tại là MBB đang tiệm cận đến vùng 24.5. Đó là cái vùng kháng cự cuối cùng để MBB có thể hoàn thành cái target vùng 26. Vậy thì trong 14 tuần này thì theo các anh chị thì MBB có điểm mua không ạ? Có rất nhiều điểm mua, vấn đề là các anh chị có nốt lại để có được những cái điểm mua tốt nhất hay không mà thôi, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến câu chuyện HD Bank. Ví dụ như vậy, đó, rất nhiều. Thì HD Bank sau một cái nền tích lũy ở đây, chúng ta có thể thấy rằng là HD Bank sau một cái nền tích lũy ở đây ở vùng 26. Hùng Lê có đề cập đến việc HD Bank có thể đánh chạm vùng 28 ở đây và sau đó những cái nhịp test chỉnh ở đây không bị gãy, tức là vùng 27 không bị gãy, thì HD Bank có cơ hội đánh về vùng 30. Vậy thì nếu như chúng ta sẽ nốt lại đây, đúng không? Chúng ta sẽ nốt lại đây, đây là bao nhiêu, và chúng ta sẽ xem biểu đồ đến tuần của HD Bank. Vậy thì HD Bank Hùng Lê đã phân tích được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuần, đến tuần này là tuần thứ 7. Vậy thì HD Bank có điểm mua không? Có rất nhiều điểm mua cho các anh chị. Vấn đề là chúng ta có ghi lại các cái điểm hỗ trợ ở đây, ví dụ điểm 27 không bị gãy, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục, và quá trình Hùng Lê phân tích ở đây là Hùng đã phân tích đến target của vùng 29. HD Bank sẽ là đang ở vùng 29 và target tiếp theo ở đây là vùng 30. Vậy thì khi cổ phiếu HD Bank chạm về được vùng 30 rồi thì kịch bản tiếp theo của HD Bank sẽ như thế nào? Đó. Vậy thì chúng ta có chịu ghi lại hay không mà thôi. Đó, chứ không phải là cổ phiếu chúng ta không có điểm mua. Tiếp theo cũng sẽ lấy lên một cổ phiếu nữa, MVKG. MVKG thì hiện tại là đang chỉnh mạnh rồi, có thể là những cái phiên MVKG. MVKG là một cái mã cổ phiếu mà nếu như chúng ta, tất cả những anh chị đồng hành cùng với team của Hùng Lê, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng Hùng Lê đã phân tích từ những thời điểm rất sớm, tức là từ vùng nền 82.5, và bây giờ MVKG đã hoàn thành rất rất nhiều cái target. Target 100, target 110, target 120 và target cuối cùng Hùng Lê đang phân tích ở đây là target 145 cũng đã hoàn thành. À xin lỗi cả nhà, target 130 cũng đã hoàn thành. Và sau mỗi một cái target này thì Hùng Lê luôn có các cái kịch bản test chỉnh cho các cái mã cổ phiếu. Vậy thì nếu mà chúng ta, Hùng sẽ list lại ở đây, đúng không? Chúng ta sẽ đánh dấu ở đây và chúng ta xem trên biểu đồ đến tuần xem là bao nhiêu tuần rồi, bao nhiêu bản video của Hùng Lê đã phân tích cái mã MVKG rồi. Ít nhất là các bạn đếm hộ Hùng từ chỗ này và lên chỗ này ít nhất là 10 tuần, đúng không ạ? Vậy thì từ video đâu đó khoảng 60-65 thì Hùng đã phân tích rồi. Vậy thì từ một cái vùng target 90-80 đây lên đến vùng 130 thì MVKG có điểm mua không? Có rất nhiều các điểm mua. Vấn đề là chúng ta có hay không, có chịu khó để nốt lại những cái kịch bản của Lê phân tích đây, các cái điểm hỗ trợ ở đây, đấy, các cái điểm hỗ trợ ở đây, để chúng ta có được một cái hành trình để chúng ta liên tục bám theo một cái mã cổ phiếu như vậy. Hay tiếp theo chúng ta sẽ có thể xem mã VDC, đúng không ạ? VDC, ok, VDC Hùng đã có những cái điểm phân tích rất là sớm từ những cái nền hỗ trợ ở đây là quanh nền 115. Sau đó thì các cái target ở đâu đó vùng 135 đã hoàn thành, target 140 đã hoàn thành và target cuối cùng Hùng Lê đang phân tích ở đây 145 cũng đã hoàn thành. Sau mỗi một nhịp target đây, ví dụ như ở vùng giá 140 hoàn thành rồi thì MVDC sẽ có những cái nhịp tích lũy test chỉnh ở quanh đâu ạ? Quanh nền 135. Tại nền 135 này VDC không bị gãy và tích lũy lại được và có lực cầu hút trở lại đi lên thì chúng ta sẽ có một target tiếp theo, đó là target 145. Các anh chị có thể xem lại tất cả những bản tin trên dòng thời gian của ông Lê, tất cả đều đúng hay sai thì tất cả nó đều nằm ở trong cái mục video hàng tuần.
Quan điểm của Hùng Lên là gì? Chúng ta phân tích định lượng thị trường có đúng, có sai, và không thể ai cũng đúng được hết. Cái chính là gì? Chúng ta có một cái quan điểm trong cái quá trình đầu tư, và chúng ta có một cái phương pháp trending trong một cái quá trình đầu tư bền vững và lâu dài, thì như vậy chúng ta sẽ ok, chúng ta sẽ có thể tồn tại được ở trên thị trường. Chứ Hùng Lê chưa nói đến chuyện là chúng ta thắng. Tồn tại đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta không bị mất vốn, và chúng ta có thể quay vòng vốn được, và chúng ta có thể tiếp diễn cái câu chuyện đầu tư ở trên thị trường. Thì đấy là một vài cái ví dụ Hùng Lê muốn lấy, bởi vì là tại sao hôm nay Hùng Lê lại phải nói cái câu chuyện này ra? Bởi vì nó liên quan đến một cái góc nhìn, tức là các anh chị như thế là nó một cái góc nhìn nó bị sai về cái team của Hùng Lê, sai về cái nhóm cộng đồng của Hùng Lê đang chia sẻ đây. Đó là gì? Chúng ta sẽ đồng hành, chúng ta sẽ chia sẻ tất cả những giá trị của chúng ta lên đây. Đó, các anh chị có những cái ý hay, lời hay, ý đẹp thì các anh chị có thể ghi lại để chúng ta áp dụng vào trong những cái tư duy của mình, trong cái cách đầu tư của mình. Còn nếu như có những cái gì nó chúng ta không phải với cái lối tư duy của các anh chị thì các anh chị có thể bỏ qua. Đó, ví dụ như vậy. Và nếu như các anh chị muốn có được, tức là muốn có được những cái khuyến nghị của Hùng Lê, khuyến nghị của Hùng Lê trong phiên đó, và muốn có được những cái kịch bản, những cái điểm mua cổ phiếu sớm nhất, thì Hùng Lê cũng mời các anh chị về đồng hành với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS. Để tham gia, thứ nhất là tham gia trên một cái room chung. Room chung này thì gần như là tất cả các cái tín hiệu, ví dụ như là HPG, thì trong tuần vừa rồi Hùng đặc biệt liên quan, rất là quan tâm đến mã cổ phiếu HPG. Đó, cách đây 3 ngày đúng không ạ? 3 ngày, tức là 3 ngày về trước, tức là ngày thứ tư, thì Hùng đã có những khuyến nghị, ví dụ như là HPG đã bắt đầu cho một nhịp đầu tư về trung hạn, tức là vùng giá mua 1/3 cái vùng gom ở quanh vùng 21 và tọa độ tính toán, tức là cái vùng 20.5 đến vùng 21 có thể tính toán là cái điểm chốt chặn cuối cùng của một sóng trung hạn. Đó, và sau đó thì tiếp tục Hòa Phát có những tín hiệu cầu vào và có thể mở ngay điểm mua trong hôm nay, tức là cách đây một ngày. Và sau cái phiên ngày hôm qua thì trong phiên sáng ngày hôm nay thì Hùng Lê tiếp tục quyết định khuyến nghị các anh chị là nếu mà chúng ta chưa có Hòa Phát phải mua ngay, ở quanh vùng 24 chấm, và nếu như có chưa mua được phiên ngày hôm qua và sau khi chờ hàng về thì chúng ta sẽ căn cứ cái số lượng thực tế của Hòa Phát và cái tín hiệu Hòa Phát để chúng ta mua lại, mua tiếp 50% còn lại để chúng ta mua được bằng số chúng ta định mua. Thì rõ ràng một điều là trong phiên ngày hôm nay thì Hùng Lê có đặt lệnh của Hòa Phát mua chờ ở vùng 22.5, nhưng mà chỉ có nháy một tí được về 22.5 đấy thôi, và gần như Hòa Phát không về được 22.5, và sau đấy lực cầu quay trở lại và đưa Hòa Phát lại về vùng giá tham chiếu 22.7 đó. Vậy thì nếu như các anh chị muốn có được những cái đồng hành, có được những cái khuyến nghị tốt nhất, thì Hùng Lê cũng mời các anh chị về như vậy. Đấy là một vài các cái ý mà Hùng Lê chia sẻ trước khi mà chúng ta sẽ đi vào phân tích tình hình định lượng thị trường trong tuần vừa qua. Thì trong tuần vừa qua, thì đây là một cái bản tin của Hùng Lê, nó khá là chi tiết ở trên kênh YouTube Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Trong đó thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng thị trường ở một cái sóng trung hạn. Đây các anh chị có thể xem, đọc hết tất cả những cái điểm về cái sóng trung hạn và cái cách mà Hùng Lê phân tích sóng 3, chân sóng 1, chân sóng 2, sóng 3 ở đây. Và cái kết luận cuối cùng đó là xu thế của thị trường VN Index đã được xác lập, và các cái mốc quan sát kháng cự đầu tiên đó là 1020, và các cái mốc test có thể test hỗ trợ ở quanh vùng 1050, và cái target tiếp theo của VN Index có thể đạt ở vùng 1040 điểm đến 1005 điểm, và xa hơn thì chúng ta sẽ tính toán target ở 1150 điểm, và chúng ta yên tâm một cái vị thế dài của thị trường đó. Thì đấy là những cái phân tích định lượng của Hùng Lê, và đây là một cái bản tin, đây là một cái bản tin Hùng đã có ở trên trên đây là một cái bản tin mà Hùng Lê gửi cho tất cả các cái tài khoản của Hùng Lê, cộng đồng Hùng Lê ở trên team Zalo VP NO01 ở trên nhóm Zalo. Thì thường là ngoài cái việc là Hùng Lê phân tích định lượng bằng video vào tối thứ sáu hàng tuần, thì Hùng Lê sẽ có những bản tin vào tối ngày Chủ nhật và bản tin tối ngày thứ tư. Đấy là hai bản tin review lại cái định lượng của chúng ta ở trên video. Và hơn thế nữa thì khi các anh chị về đồng hành với Hùng Lê, thì nhân cái câu chuyện này thì Hùng cũng nói luôn, đó là chúng ta sẽ
ngoài cái việc ở trên cái team team riêng này thì sẽ có những cái sẽ có những cái phân tích định lượng cho từng cái tài khoản, cho từng cái tài khoản đang nắm giữ, cho từng cái tài khoản đang nắm giữ từng mã cổ phiếu. Tức là ngoài cái việc là team chung rồi thì Hùng sẽ liên tục phân tích để gửi đến cho tất cả những anh chị em có được những cái góc nhìn tốt nhất đó, những cái góc nhìn tốt nhất về các cái mã cổ phiếu đó. Thì như vậy thì đấy là những cái giá trị mà khi các anh chị về đồng hành cùng với Hùng Lê thì các anh chị sẽ nhận được như vậy. Ok, chúng ta sẽ đi vào phân tích và định lượng toàn bộ thị trường. VHM đầu tiên thì chúng ta sẽ đi phân tích định lượng Vinhome. Thì rõ ràng một điều là Vinhome trong cái tuần, hai tuần vừa qua thì Vinhome đã có những cái lực đánh rất là mạnh. Một phần thì chúng ta cũng có thể thấy kết quả kinh doanh của Vinhome khá là ok, khá là tốt, dẫn đến việc là cái dòng vốn nước ngoài đang tập trung và đang đẩy vào Vinhome rất là lớn. Và thực sự đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê có thể thấy rằng là Vinhome rất là khỏe, và sau một tuần đánh mạnh lên thì Vinhome đã không có nhịp test chỉnh và chỉ test chỉnh ở quanh vùng 95, tức là cái vùng kháng cự ở đây. Và trong tuần này thì Vinhome cũng không có những nhịp test chỉnh về vùng ở đây là vùng 95. Thì với những cái kịch bản hiện tại của Vinhome thì Vinhome đang đánh rất là mạnh, và chúng ta có thể nhìn thấy rằng vùng 95 sẽ là một cái vùng mà nó sẽ mở ra một cái xu thế hoàn toàn mới của Vinhome ở trong giai đoạn hiện tại. Tức là Vinhome sẽ đánh theo những sóng dài chứ không còn là những sóng ngắn của Vinhome nữa. Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể nhìn nhận ở một góc độ như vậy. Và Vinhome có thể bước vào một cái sóng trung và dài hạn rất là khỏe luôn. Thì đối với kịch bản của Vinhome thì Hùng đang kỳ vọng là sau những cái nhịp mà Vinhome đẩy lên ở đây, maximum đây, thì Vinhome sẽ có tuần này, tức là cái tuần tiếp theo đây, Vinhome sẽ có những cái nhịp test chỉnh về vùng hỗ, tức là từ kháng cự thì nó sẽ trở thành hỗ trợ. Những vùng hỗ trợ đây là tại vùng 95, sẽ có những cái phiên đánh về đây ở vùng 95 hỗ trợ đây. Và từ vùng hỗ trợ này thì Vinhome sẽ tích lũy được ở đây, và từ đây thì Vinhome sẽ mở ra một cái chân trời mới, một cái cơ hội mới đối với Vinhome. Thì khi nào mà có những cái tín hiệu đẹp, có những cái tín hiệu mà Vinhome có thể có những cái điểm mua, thì Hùng sẽ khuyến nghị dành cho tất cả những anh chị em của chúng ta. Chúng ta có thể nốt lại Vinhome ở vùng giá 95 để chúng ta theo dõi các cái động thái tiếp theo của Vinhome. VIX, đối với VIX thì trong giai đoạn hiện tại thì Hùng đã có những cái phân tích và những cái view tổng thể đối với cổ phiếu VIX ở quanh nền 100, tức là trước đây thì gần như VIX, các cái tạo lập của VIX đã không cho VIX gãy ở nền này, và hiện tại đã nâng lên ở vùng 115 đến vùng 118. Thì nó đồng hành cùng với việc là mã cổ phiếu Vinhome đã có những cái nhịp tăng rất là tốt, thì VIX cũng như vậy, để ủng hộ cho xu thế của thị trường. Thì về cơ bản là VIX sau hai phiên đánh mạnh thì đây hiện tại đang VIX đang có những cái phiên chỉnh lại. Tuy nhiên cái phiên chỉnh lại như phiên ngày hôm nay đóng vùng ở vùng 120.5 là hơi yếu, thì có khả năng chúng ta sẽ quan sát một số các tài khoản của Hùng Lê thì đang có cổ phiếu VIX, là chúng ta sẽ quan sát ở quanh vùng 120.5. Khả năng thì VIX cũng sẽ chỉnh chạm về vùng quanh vùng này là hợp lý. Bởi vì nếu như tạo lập mà đánh gãy gập xuống thì như vậy thì VIX nó sẽ lại mất rất là nhiều thời gian để lấy lại. Và một cái tọa độ ngắn của VIX thì Hùng đang tiên lượng ở đây, đó là khoảng kháng cự ngắn ở khoảng vùng kháng cự 120, xin lỗi cả nhà, khoảng 125. Thì như vậy cũng là sẽ là hợp lý của một cái nhịp VIX đánh ngắn ở đây. Tín hiệu tạo VIX thì chúng ta quan sát ở quanh vùng 120. VRE, một số các anh chị nhà đầu tư bây giờ đang quan tâm đến việc bây giờ VRE sẽ mua lại ở vùng giá bao nhiêu. Đấy là một cái câu chuyện mà chúng ta phải quan tâm và cân nhắc đến cái thời điểm hiện tại. Thì trong cái kịch bản ngắn của VRE hiện tại thì Hùng đã có một cái gọi là ở đây là vùng 34. Vùng 34 là một cái vùng kháng cự ngắn, và trong đó thì ngày hôm nay là cái phiên quỹ mua. Chính vì vậy nên là VRE đã có những phiên đánh vượt thoát vùng 34 rất là nhẹ nhàng. Và sau đó thì tiệm cận được gần về vùng 35.5, và trong phiên ngày hôm nay thì VRE đã có một phiên rơi khá là mạnh trong một cái nhịp test chỉnh. Vậy thì chúng ta sẽ quan tâm VRE lại đến ở trong một cái tọa độ như thế nào? Thì đây, chúng ta sẽ quan tâm VRE lại trong một tọa độ là ở vùng giá 34.5. Và cận dưới thì chúng ta có thể quan tâm ở vùng 33.5.
Tuy nhiên cái việc mà cổ phiếu VRE chỉnh về vùng 33.5 thì Hùng Lê nghĩ có khả năng là kịch bản này nó hơi khó khó xảy ra trong một cái giai đoạn hiện tại. Bởi vì cái xu thế của họ, nhà cổ phiếu VIX thì nó cũng đang khá là tốt, khá là ok, thì Hùng sẽ khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm. VRE sẽ có thể có những phiên đánh lại quanh vùng 34, và tại vùng 34 này cổ phiếu sẽ tích lũy và sẽ có những nhịp tích lũy đây, và tại vùng này tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ có thể kỳ vọng một cái nhịp của VRE dài hơn, đó là VRE có thể đánh chạm vùng 37.5 và thậm chí có thể đánh chạm lại vùng 38. Đây, như vậy thì nó cũng sẽ khá là hợp lý trong một cái quá trình đi lên của mã cổ phiếu này. Chúng ta cùng đi phân tích mã cổ phiếu Vinamilk. Thì đối với Vinamilk thì Hùng đã có những cái nhịp phân tích ở đây. Target đầu tiên ở đâu đó ở vùng bao nhiêu? 130, quanh 130. Test chỉnh lại đâu đó ở quanh nền, ở đây là quanh nền 127.5, không bị gãy. Thì target tiếp theo đó là target 135. Thì về cơ bản là Vinamilk đã hoàn thành cái target 135, và sau cái target 135 thì Vinamilk đang có những nhịp test chỉnh, đang có những nhịp cái test chỉnh gọi là test cung, test cân cung cầu. Thì trong một cái nhịp ngắn hạn thì hiện tại là Vinamilk đang có những phiên, ông Lê quan sát thấy là Vinamilk đang có những phiên ở đây là những phiên cân lại cung cầu ở quanh vùng giá 129, ít nhất là có 3 phiên cân lại cung cầu ở quanh vùng 139. Thì như vậy cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinamilk thì khả năng là sau những cái đợt bán tái cơ cấu lại quỹ thì khả năng Vinamilk sẽ ổn định hơn, sẽ ổn định lại ở quanh vùng giá 129. Về xu thế hiện tại của Vinamilk thì Vinamilk sẽ chưa thể tăng mạnh được ngay, bởi vì là dòng tiền ở đây, chúng ta có thể thấy dòng tiền đang cắm đầu đi xuống như thế này thì cổ phiếu không bao giờ cổ phiếu có thể đi lên được. Đấy là chắc chắn là một điều như vậy. Và Vinamilk sẽ cần thời gian để tích lũy nền ở quanh nền 129, có thể là vùng 128.5, và tại cái nền này thì các anh chị có thể quan tâm quay trở lại. Và khi nào Vinamilk có những cái tín hiệu dòng tiền tốt hơn thì cũng sẽ có những cái khuyến nghị ở trên room. Tín hiệu đường MACD hiện tại thì nó cũng đang hơi xấu, bởi vì là MACD thì đang có những cái tín hiệu đang mở rộng rất là mạnh, thì chứng tỏ rằng là cái Vinamilk sẽ chưa có một cái nhịp hồi. Và cũng rất là may, trong khi Vinamilk chỉnh thì đã có những trụ khác để cân lại thị trường, trong những cái lúc mà thị trường hết sức là khó khăn. SAB, về cơ bản hiện tại SAB thì Hùng cũng không có nhiều kỳ vọng, và chỉ kỳ vọng là SAB không bị gãy thôi, và có thể những cái nhịp test ở quanh nền 2560 này thì có thể SAB sẽ tạo lập, có thể đánh chạm được về đâu đó vùng 275 đến vùng 280. Còn những cái khuyến nghị đầu tư của SAB thì gần như là không có, nó chỉ mang cái tính chất và giữ nhịp cho thị trường mà thôi. Hùng sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu VRC. Đối với VRC thì VRC đã hoàn thành target của chúng ta đang phân tích ở đây, đó là vùng bao nhiêu, vùng 145 thì đã hoàn thành rồi. Và sau khi hoàn thành cái vùng target ở 145 này, tức là cái vùng kháng cự cuối cùng này, thì VRC đang có những nhịp chỉnh. Những nhịp chỉnh này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là xu thế dòng tiền đang bị đi xuống, dòng tiền đang đi xuống rất là mạnh, và dòng tiền thì cũng đang có những cái kênh chạm, cái kênh hỗ trợ về dòng tiền. VDC đã có hai phiên đi ngang ở quanh vùng 143 không bị gãy. Như vậy là đây là một cái tín hiệu tốt sau một cái tín hiệu mà bị bán mạnh ở đây, thì như vậy là có thể VDC sẽ đi ngang một đến hai phiên nữa. Và cái kịch bản mà nó có VDC có thể chỉnh sâu thì bây giờ là ông sẽ đưa cái vùng hỗ trợ của VDC lên đây, đó là VDC có thể test chỉnh lại ở quanh vùng 142. Các anh chị quan tâm giúp Hùng lên, nếu như tại vùng 142 này mà VDC không bị gãy, và cầu quay trở lại thì như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể tự tin kỳ vọng một cái target tiếp theo của VDC, đó là gì? VDC có thể đánh chạm vùng 155. Các anh chị lưu ý. Và đến đây thì Hùng Lê cũng nói lại với bạn Minh TV, đó là gì? Đó. Điểm mua của VDC có còn không? Hùng Lê cam đoan với anh chị còn. Nhưng còn ở một góc độ như nào? Còn ở trong một cái tâm thế và vị thế như thế nào?
đó là trong một cái tâm thế vị thế là vùng 142 không bị gãy, cầu quay trở lại và có những cái điểm uốn lên ở đây. Và đặc biệt là chúng ta phải nhìn thấy được một cái diện, chúng ta có những cái điểm nhận dạng đó là dòng tiền phải diện, dòng tiền phải đi lên, chứ dòng tiền đang cắm đầu đi xuống thì có cổ phiếu nào đi lên được đâu các anh chị, đúng không ạ? Đó, đấy là những cái tín hiệu về dòng tiền nó rất là quan trọng. Tín hiệu dòng tiền để cho chúng ta thấy được là cổ phiếu đó đang ở một cái trạng thái như thế nào. Đó, một cổ phiếu mạnh thì bao giờ cái xu thế dòng tiền cũng đang hướng lên chứ không có chuyện cắm đầu đi xuống. Thì VRC cần thời gian để tích lũy lại, hấp thụ lại ở vùng giá 142. Đó, tại vùng đó không gãy, chúng ta sẽ có tiếp tục phân tích VRC ở những cái góc độ tiếp theo. BVH, về cơ bản thì BVH ở trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng chỉ kỳ vọng BVH là đừng có gãy sâu. Bởi vì BVH cũng là một cái trụ rất là chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn ở trong VN Index. Thì những cái nhịp bắt đánh T cộng thì gần như BVH đã về đến tài khoản rồi. Và Hùng Lê đã có những cái khuyến nghị, hình như là bắt vào thời điểm đấy thì là tài khoản đã về thứ ba tuần vừa rồi thì đã về đến tài khoản của quý anh chị, và chúng ta chủ động trong cái nhịp chốt lời. Thì đối với BVH như vậy là những cái phiên gần đây thì khả năng BVH lại rũ lại, tức là sẽ rũ lại ở đâu đó một phần nửa cái này, tức là ở vùng 73. Nếu tại 73 này khả năng sẽ chạm 73, và từ 73 này thì BVH ngút ngắt đi lên. Ngắn hạn thì như vậy. Ok, ngắn hạn thì như vậy đối với BVH. Đối với Man San thì đối với cặp đôi BVH và Man San chính là hai mã cổ phiếu mùng lên đã khuyến nghị các anh chị bắt đáy. Thì đối với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Man San thì Man San cũng đã về đến tài khoản, và cái lực đánh của Man San hiện tại thì nó cũng đang khá là tốt, khá là ok. Và chúng ta sẽ kỳ vọng Man San ở hai góc độ đầu tiên sẽ là ở khoảng vùng 78. Ở khoảng vùng 78, và từ vùng 78 thì sau đó thì Man San có thể đánh lên vùng 80. Tức là nếu như vùng 78 mà Man San tích lũy được và không có vấn đề gì thì có thể là cổ phiếu sẽ đánh chạm lên vùng 80. Xu thế hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy Man San đang khá là tốt, khá là ok. Những cái tín hiệu kỹ thuật ví dụ như đường MACD đang khá là tốt. Thanh khoản của Man San đang duy trì ở mức trung bình trên 21 phiên. Cùng với đó là dòng tiền đang liên tục được nhồi vào, Man San. Như vậy thì cái xu thế hồi của Man San sẽ tiếp tục được xác lập. Và hai cái target tiếp theo đó là vùng 78 và vùng 80 thì các cái tài khoản mà đang bắt giữ Man San thì các anh chị lưu ý giúp Hùng lên để chúng ta có thể có được một cái phương án chủ động để chúng ta chốt lời. Chúng ta cùng phân tích các cái mã cổ phiếu của họ dòng dầu khí. Chúng ta cùng đi phân tích các cái mã cổ phiếu của ngành dầu khí. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu GAT. Thì đối với GAT, trong các cái bản tin phân tích gần đây thì Hùng Lê liên tục cập nhật và khuyến nghị cho tất cả những anh chị em của chúng ta. Đối với GAT, chúng ta đang có một sóng trung hạn. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là GAT sẽ có một cái sóng trung hạn. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó thì Hùng Lê có những cái phân tích định lượng của GAT ở quanh vùng giá 100. Chúng ta cũng có thể thấy rằng là quanh vùng giá 100 thì gần như GAT đã không bị phá vỡ và tích lũy ngang ở quanh nền 100 này rất là đẹp. Và đối với những một số cái tài khoản mà đánh ngắn thì Hùng Lê đã có những khuyến nghị dành cho các anh chị là chúng ta có thể ra hàng ở quanh vùng giá 107. 107 thì một số các tài khoản ngắn mà ông Lê đang quản lý thì các anh chị cũng đã bán ở vùng 107 để chúng ta đảo lại hàng, và sau đó thì chúng ta sẽ cover lại cái lượng GAT mà chúng ta đang đánh. Thì về cơ bản là hiện tại thì GAT đang ở trong một cái kênh xu thế và đang cố gắng, tức là GAT đang có những cái điểm để cố gắng bứt ra khỏi kênh xu thế, và sau một cái nhịp mà GAT đánh lên chạm vùng 107 và có những cái vùng test chỉnh lại đây thì khả năng là GAT sẽ có những cái điểm test chỉnh lại đây. Và Hùng đang khuyến nghị tất cả những anh chị em trong team của Hùng Lê đó là chúng ta sẽ quan tâm lại GAT ở vùng 102 đến vùng 103.
Một vùng 02 đến vùng 103 thì đấy là hai cái vùng mà khả năng là GAT sẽ có những cái điểm test chỉnh, và đấy cũng là những cái điểm mà có thể dẫn đến những cái điểm xoay chiều của GAT ở trong một kênh xu thế trung hạn. Hiện tại thì chúng ta đang thấy rằng là dòng tiền đang có những xu thế đã bắt đầu tập trung vào mã cổ phiếu GAT ở trong tuần vừa rồi đang khá là tốt, như vậy khá là ok. Và đây cũng có thể là những tuần đánh dẫn đầu tiên trước khi mà GAT hình thành một cái xu thế tăng mới. Xu thế tăng mới thì đối với mã cổ phiếu GAT là một trong những mã cổ phiếu mà Lê đã liên tục khuyến nghị dành cho tất cả những anh chị em của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu PVD. Thì đối với PVD trong một cái kịch bản ngắn của Hùng Lê đây thì Hùng vẫn chưa có những cái khuyến nghị dành cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta, bởi vì rõ ràng là PVD đang có những cái nhịp chỉnh giảm mà những cái nhịp sóng hồi như thế này đánh nó sẽ đánh rất là ngắn, khả năng sẽ chỉnh chạm lại được khoảng ở vùng giá 17, và từ vùng giá 17 này thì rất có thể là PVD sẽ có một cái nhịp dẫn sâu. Nếu như vậy thì nếu như PVD có một nhịp dẫn sâu như vậy bị gãy nền 15 hoặc là nền 15.5 thì như vậy nó sẽ rất là xấu đối với mã cổ phiếu này, và chúng ta lại phải chờ PVD ở một cái vùng giá rất là thấp ở dưới này, ở vùng giá 14. Thì đối với những tài khoản nào đang nắm giữ PVD, các anh chị chúng ta lưu ý. Đối với PVS thì PVS nó có đẹp hơn PVD một tí, tuy nhiên những cái lực hồi này của PVS thì nếu mà hồi mắc được thì PVS cũng chỉ chạm được khoảng về vùng 20. Tại vì sao Hùng lại phân tích mã cổ phiếu PVS? Bởi vì một số các anh chị ở trong team của Hùng Lê thì đã nhảy vào bắt PVS, mặc dù Hùng Lê không khuyến nghị nhưng mà đấy là các anh chị tự mua. Thì đối với PVS thì các anh chị lưu ý đó là chúng ta hồi maximum thì cũng sẽ chạm được về vùng 20, và ngược lại nếu như PVS bị phá vỡ vùng 19 ở đây thì như vậy thì PVS sẽ bị rơi sau đó. Và chính vì vậy nên là chúng ta phải hoàn toàn chủ động với những cái phương án đối mã cổ phiếu PVS, bởi vì nếu chúng ta view ở trong một cái kênh xu thế thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là PVS vẫn đang nằm ở trong một kênh xu thế giảm, và những cái điểm hồi này nó chỉ mang những cái điểm hồi kỹ thuật và chúng ta không có một sóng dài. Và quan điểm của Hùng Lên, nếu như không có một sóng dài thì chúng ta cũng không nên tham gia. Đó, phải lúc nào có một cái sóng dài thì chúng ta mới yên tâm để chúng ta đánh, chứ còn nếu mà chúng ta đánh một sóng ngắn như thế thì nó cũng khá là khó chịu. Đối với PLX hiện tại thì cũng về cơ bản là mất cầu, và một cái cổ phiếu mà đang ở trong một kênh xu thế giảm như thế này và mất cầu thì như vậy thì những cái lực hồi này nó cũng chỉ mang là những cái lực hồi mang tính chất kỹ thuật, và những cái lực hồi này thì từ vùng 58 thì kỳ vọng maximum có thể đánh chạm được về đây, tức là cái vùng này là vùng bao nhiêu, có thể đánh chạm được khoảng về vùng 61, như vậy là cũng một cái target ngắn và những cái nhịp hồi ngắn ở đây. Ở những tín hiệu hiện tại của PLX thì khả năng là vẫn đang ok, tức là nó chưa thực sự là xấu hẳn, bởi vì là tín hiệu dòng tiền thì vẫn liên tục được nhồi vào, và tín hiệu đường MACD thì đang khá là tốt. Cơ bản nhất là dòng tiền hiện tại nó vẫn chưa vào đối với mã cổ phiếu PLX. Ok, mã Vietcombank là một trong những cái mã ngân hàng mà có lẽ là quá quen thuộc của chúng ta. Đối với Vietcombank thì sao ạ? Hùng Lê đã phân tích từ những cái thời điểm nào nhỉ? Thôi, bây giờ chắc là không thể nhớ nổi nữa, bởi vì Vietcombank thì nó khá là dài. Nhưng mà cái nhịp ngắn nhất, chúng ta sẽ nói về cái nhịp ngắn nhất ở đây. Đấy là sau khi hoàn thành target bao nhiêu? 85. Sau khi Vietcombank hoàn thành những cái nhịp target 85 thì đây, hình như đây là có những cái nhịp phân tích test chỉnh, tức là không gãy nền 83.5. Chính xác là như vậy. Các anh chị có thể xem lại. Đây, bởi vì Hùng nhìn thấy cái dấu xanh xanh này để Hùng nhận diện ra thôi, chứ bây giờ Hùng cũng không thể nhớ được là khi phân tích. Bởi vì cái xanh xanh này thì thường thường Hùng sẽ làm để làm hỗ trợ, và cái đỏ đỏ này thì sẽ làm kháng cự. Thì sau khi mà hoàn thành cái vùng 85 ở đây thì những cái điểm 83 không bị gãy, cầu quay trở lại, và Vietcombank tiếp tục có những phiên đánh đi lên. Thì tại cái thời điểm đó thì Hùng đã phân tích cái target tiếp theo của Vietcombank ở vùng giá 90. Tại vùng 90 và target 90 thì đã hoàn thành rồi. Và sau khi hoàn thành ở vùng 90 thì Hùng Lê liên tục có những phân tích đánh giá các cái kịch bản tiếp theo của Vietcombank. Đây các anh chị chờ một tí, tức là cái cách mà Hùng Lê cách đây 3 ngày đúng không ạ? Vietcombank nhắc lại này, sau khi hoàn thành target 90
hiện tại là đã đẩy lên được vùng 92, sẽ có 3 phiên Vietcombank sẽ trả lại cung cầu quanh vùng 91 cộng trừ. Vùng này không thủng thì cơ hội đi tiếp của Vietcombank về target 100 là còn, và những cái tài khoản đang có vị thế hoặc muốn mở mua mới thì chú ý các cái tín hiệu kỹ thuật này của Hùng Lê. Đó, nó chỉ đơn giản như thế vậy thôi. Hùng Lê không khuyến nghị các anh chị mua bán, mà Hùng Lê chỉ đưa các cái tín hiệu như vậy để các anh chị thấy rằng nếu như về đến vùng đó chúng ta hoàn toàn có thể chủ động. Đó, thì chúng ta thấy rằng là hiện tại thì ở đây là vùng 90 và Việt sau một cái phiên đẩy mạnh đến vùng 92 thì Vietcombank đã có đến 4 phiên Vietcombank không bị gãy. Mặc dù dòng tiền có những cái dấu hiệu suy yếu, tuy nhiên đây là những cái dấu hiệu suy yếu tạm thời, và chúng ta thấy rằng cầu Vietcombank trong 4 phiên này rất là sụt giảm. Và không loại trừ kịch bản là trong phiên ngày mai, tuần tới, trong những phiên thứ ba và thứ tư tuần tới sẽ có một cái lượng cầu đẩy vượt Vietcombank, đánh vượt thoát ở đây, tức là Vietcombank sẽ vượt thoát vùng 92.5. sẽ có một phiên Vietcombank, cái cách đẩy của Vietcombank nó rất là nhanh, có thể đánh chạm vùng 192.5, và sau đó thì đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê hoàn toàn kỳ vọng đến việc Vietcombank đang sẽ có đích đến tiếp theo, đó là 100. Và rất là tuyệt vời, đấy là những cái tài khoản lớn mà Hùng Lê đang nắm giữ và quản lý, thì các anh chị đang nắm mã Vietcombank cũng tương đối, và đang có theo dõi những cái động thái phân tích của Hùng Lê rất là sát để các anh chị có thể chủ động ra hàng một phần, và sau đó thì sẽ cover lại hàng nếu như cổ phiếu đạt những cái tín hiệu kỹ thuật. Và hiện tại Vietcombank đang rất là khỏe, đang rất là mạnh. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu BID. BID cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã phân tích khá là dài rồi. Và đối với BID thì các anh chị lưu ý là trong phiên ngày hôm qua là BID đã có một cái phiên chia cổ tức 1.400, tức là trong những cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích ở trước đây thì BID sẽ chỉnh chạm ở đâu đó khoảng vùng 42.5 đến vùng 43. 42.5 đến vùng 43, mạnh hơn có thể chạm vùng 44. Vậy thì chúng ta sẽ trừ đi 1.400, tức là cái target cao của BID sẽ là ở khoảng vùng 43, tức là chúng ta sẽ trừ đi, đúng không? Như vậy nó sẽ còn khoảng là vùng 42.5. Đó, tức là vùng 42.5 thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là BID đã có một cái hành trình rất là tăng giá rất là dài. Và ngay từ những cái thời điểm BID đang ở vùng giá 34 ở dưới này thì cũng có đánh giá rằng BID cũng sẽ là một cái mã cổ phiếu mà lead dòng ngân hàng. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái nhận định đó của chúng ta là hoàn toàn chính xác. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của BID thì có thể BID sẽ có những phiên trả lại quanh vùng 41, các anh chị lưu ý, như vậy là BID rất là khỏe nhé. Có thể có những phiên test trả lại quanh vùng 41 và sau đó thì sẽ có những cái hành trình tiếp theo ở vùng 42.5 và 43. Về bản chất thì BID đã hoàn thành target, bởi vì trong những cái nhịp phân tích trước đây của Lê Hùng, vùng phân tích ở vùng giá 42.5 thì chúng ta trừ đi 1.400 thì như vậy là BID đã có giá 41.1 là hoàn thành cái target, và hôm nay là 41.3, đúng không ạ? Như vậy là BID đã hoàn thành target trong nhịp phân tích đầu tiên, và chúng ta kỳ vọng BID lên một cái target cao hơn, đó là vùng 42.5 đến vùng 43. Đó, thì đối với mã cổ phiếu BID là như vậy, chúng ta hoàn toàn yên tâm để chúng ta nắm giữ và chúng ta sẽ chiến đấu. Một mã cổ phiếu về ngành ngân hàng tiếp theo mà Hùng Lê cũng đã liên tục khuyến nghị các anh chị của chúng ta tham gia chiến đấu, và cái vùng mà chúng ta quan sát đối với mã cổ phiếu này đấy là vùng 21.5, quanh vùng 21.5 sẽ có thể sẽ là một cái điểm xoay chiều khá là dài của công thương, một cái điểm xoay chiều khá là dài của công thương. Trong cái giai đoạn hiện tại thì một số các tín hiệu kỹ thuật hiện tại của công thương thì khả năng công thương sẽ đang quăng quật, tức là sẽ quăng quật cung cầu ở quanh cái vùng 21.5 này. Có thể là sẽ quăng quật một vài phiên nữa ở quanh cái vùng này, và khi mà cổ phiếu này đang có những cái nhịp test tích lũy để mà mở ra một cái kênh xu thế mới thì đương nhiên cổ phiếu nó sẽ cần thời gian, nhưng đối với quan điểm hiện tại cũng nên là vùng 21.5 là cái vùng mà chúng ta sẽ có thể xem nó là một cái xu thế dài của công thương ở trong cái thời điểm hiện tại.
Và khi công thương đã chạy thì công thương sẽ chạy rất là miệt mài luôn. Các anh chị có thể xem lại ở một cái nhịp chạy trước đây của công thương đó. À, sau những cái nhịp mà công thương của bị công thương tích lũy được và sau đó thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian để tích lũy nền, và tích lũy nền xong thì công thương đã bay một nhịp từ 20 mà đâu đó chạy về đến đâu đó trên vùng 35 đúng không ạ? Đó, các anh chị có thể thấy rằng là cái nhịp, và ở cái thời điểm hiện tại thì Hùng cũng đang tính toán tọa độ của công thương như vậy, và chúng ta có thể nhắc lại cái việc này sau 1 tháng nữa, 2 tháng nữa và thậm chí có thể 3 tháng nữa. Đó, đối với công thương. À, đối với mã cổ phiếu ACB thì sao? ACB thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà Lê liên tục phân tích và định lượng. Từ đâu đó nền giá 23 trước chia và thành 21 sau chia. Thì đối với ACB chúng ta nên nhìn ở trên cái góc độ nến tuần thì chúng ta sẽ đỡ bị nhiễu, bởi vì là ACB là niêm yết trên sàn Hà Nội. Vì vậy nên chúng ta nhìn nó sẽ rất là khó chịu, và hiện tại thì cái ngưỡng kháng cự cuối cùng của ACB đó là vùng 24.5 đã được phá ở trong phiên ngày hôm qua, và trong phiên ngày hôm nay thì ACB tiếp tục có một cái nhịp đánh chạm vùng 24.8 lên vùng 24.9, và một điều hơi tiếc một tí là phiên ngày hôm nay ACB giữ được ở đây cao nhất là 25.1 mà giữ được mốc 25 thì nó khá là tuyệt vời. Tuy nhiên đối với thời điểm hiện tại thì những cái sóng của ACB đang khá là tốt. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là những cái tín hiệu về dòng tiền của ACB đang tốt dần lên, và một cái sóng trung hạn, tức là một sóng dài của ACB đã chính thức được xác lập từ vùng 23, và dòng tiền thì đang tiếp tục có những cái tín hiệu đi lên. Đây là những cái tín hiệu rất là tốt của ACB đó. Một cái nhịp tăng của cổ phiếu thì cái tín hiệu dòng tiền nó phải đi lên, còn tín hiệu dòng tiền mà đang cắm đầu đi xuống thì chúng ta sẽ nhanh chân chúng ta rời bỏ đã, để chúng ta chờ những cái cơ hội khác nó tốt hơn. STB thì sao? STB là một mã cổ phiếu mùng Lê cũng đã có phân tích định lượng. Các cái điểm mua khuyến nghị quanh vùng 10.3, sau đó thì những cái điểm mua hết ở quanh 10.7 đã được phân tích và đề cập, và hiện tại thì STB đang chưa có lực cầu. Thì STB, cái kịch bản của STB sẽ như thế nào? Tức là STB sẽ chạy sau cùng. STB nó sẽ chạy sau cùng, sẽ chạy cùng với lại một mã cổ phiếu Hùng sẽ phân tích sau đây, đó là mã cổ phiếu SHB. Thì đối với STB thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong một kênh xu thế dài thì STB ở cái vùng này thì cũng vùng mệnh giá là một vùng hỗ trợ của STB. Một điều đáng lưu ý hiện tại là bây giờ cái lực cầu, tức là cái cầu mà để mà vào để mà đẩy mã cổ phiếu này đi thì hiện tại là chưa có cầu. Tuy nhiên những cái điểm tích lũy chặt ở quanh nền 10.7 đó là những cái tín hiệu kỹ thuật mà Hùng Lê đang nhận thấy, và ở cái vùng 10.7 này cũng có thể tính toán một cái điểm xoay chiều để STB có một nhịp đánh lên vùng 13. Ok. Và STB sẽ chạy sau cùng, sau khi mà BID hoàn thành target, sau khi mà Vietcombank hoàn thành target, sau khi mà các anh lớn ví dụ như ACB, ví dụ như HD Bank vân vân, những cái mã cổ phiếu đó hoàn thành target thì STB sẽ chạy sau cùng. Nó sẽ chạy cùng với mã cổ phiếu SHB. Thì đối với SHB hiện tại thì Hùng cũng đã có những phân tích định lượng, bởi vì đối với SHB cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mà hiện tại thì một số các tài khoản bị đánh mua trước và đã chuyển về team Hùng Lê, thì hiện tại là Hùng Lê đang cố gắng để đảo lại hàng ở vị thế của SHB. Thì đối với SHB, cái vùng mà Hùng Lê đã có phân tích và định lượng cho tất cả những anh chị em trong team Hùng Lê đó là vùng 6.5. Thì tại vùng 6.5 này chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở một cái sóng trung hạn của SHB. Bởi vì sau những cái nhịp test chỉnh ở đây thì hiện tại Hùng đang nhìn thấy ở cái vùng 6.5 này của SHB đã hội tụ khá nhiều các yếu tố kỹ thuật tại đây, hội tụ khá nhiều các yếu tố kỹ thuật tại đây để SHB có thể bắt đầu một cái chu kỳ mới, bắt đầu một cái chu kỳ mới của SHB tại đây. Thì Hùng cũng đã có khuyến nghị trong team là chúng ta bây giờ cái việc là chúng ta sẽ canh ở vùng 6.5. Chúng ta sẽ canh ở vùng 6.5 đến vùng 6.7, 6.7 và vùng 6.5. 6.5 chúng ta cứ miệt mài để chúng ta canh ở quanh cái vùng này thì chắc chắn là sẽ có những cái phiên mà chúng ta mua được vùng giá 6.7 hoặc là 6.6 gì đó. Ok, SHB khả năng là chạy mạnh thì sẽ chưa chạy được ngay, nhưng sẽ có những phiên trả về
quanh cái vùng này để cho chúng ta cơ cấu. Và SHB cũng là một mã cổ phiếu đáng để tham gia đầu tư ở trong cái thời điểm hiện tại, là trên dưới cái góc nhìn và quan điểm của ông Lê. Ok. Chúng ta cùng đi phân tích các cái mã cổ phiếu về ngành chứng khoán. Nổi lên đó là mã HCM, HCM. Thì đối với HCM, các cái điểm khuyến nghị bắt đáy thì gần như là các mã cổ phiếu hiện tại là cổ phiếu đã về đến vị thế tài khoản của các anh chị rồi. Thì cái điểm 25 thì HCM là đánh qua, và cái đích đến ở trong một nhịp phục phân tích ở đây từ vùng 22 thì HCM sẽ đánh chạm vùng 26. Đối với những tài khoản đã có đang nắm HCM thì các anh chị quan tâm vùng ở vùng 26. Nếu như tại vùng 26 này HCM có những nhịp test chỉnh xuống lũ ở đây thì chúng ta có thể chốt 50%. Và khi mà HCM bị rũ tiếp thì chúng ta sẽ tất toán. Nhưng nếu như HCM bị rũ mà không gãy nền 25, tức là có thể cái kịch bản ở đây là HCM sẽ chạm 26 và sẽ trả nhẹ về vùng 25, và sau đó sẽ có, nếu lực cầu quay trở lại thì sẽ có một cái kịch bản đó là đánh vượt kênh. Và khi cổ phiếu đánh vượt kênh thì lúc đó thì cái target của HCM sẽ đi về một cái target nó lớn hơn, chứ nó không nằm ở cái vùng bó hẹp ở trong cái vùng này. Tuy nhiên cái việc là đánh vượt kênh có xảy ra hay không thì chúng ta sẽ quan sát tiếp HCM ở vùng 26 và sau đó những nhịp test trả lại ở quanh vùng 25 để chúng ta có thể kỳ vọng một cái nhịp sóng dài của HCM. Và một cái nhịp sóng dài của HCM thì có thể HCM sẽ đánh chạm lại vùng khá là dài đấy, ít nhất là vùng 30. Vùng 30 xong khi hoàn thành vùng 30 rồi thì chúng ta sẽ phân tích ở những cái nhịp target tiếp theo. Tuy nhiên trong một cái nhịp ngắn thì chúng ta cần phải thực hiện thực hóa lợi nhuận, tức là nếu như tại vùng 26 mà cổ phiếu không quang quật mà nó bị gãy chẳng hạn, những cái tín hiệu kỹ thuật, thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta bán và chúng ta sẽ cover lại hàng. Có thể là cổ phiếu sau đó sẽ chỉnh lại về đâu đó bao nhiêu, có thể là 23.5, tại vùng 23.5 này chúng ta lại mua tiếp để có được một cái target. Tại vùng 23.5 này không gãy đúng không, thì ta sẽ có một cái target tiếp theo đây, ví dụ như vậy đó. Thì tín hiệu kỹ thuật là nó sẽ hàng ngày và hàng tuần. Chính vì vậy nên là chúng ta để có được những cập nhật tốt nhất thì Hùng Lê cũng mời các anh chị chúng ta về team của Hùng Lê để chúng ta có được những cập nhật đó. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu SSI. Thì cả HCM và SSI là một cái bộ đôi mà hình như là Hùng Lê có khuyến nghị một ngày ở trên team Zalo. Không biết là có phải một ngày không? HCM cách đây 3 ngày. Bản chất SSI 5 ngày có đề cập đến HCM không? Đây, ví dụ như vậy, đây HCM đây, tức là 5 ngày về trước thì có phân tích định lượng này. Xong SS2 thì bản chất là đang tích lũy cái nền 21.3. Đó, thì đối với SS2, về bản chất là SS2 nó yếu hơn HCM. Bởi vì sao? Bởi vì SS2 hiện tại là đang hình thành nền. Tức là khi mà cổ phiếu hình thành nền thì cổ phiếu nó sẽ chưa chạy được ngay. Đó, nó bản thân thì trong video tuần trước thì cũng đã có phân tích đề cập đến việc là SS2, HCM sẽ chạy khỏe hơn SS2. Tuy nhiên khi SSI đã hoàn thành được một cái nhịp gọi là nhịp tạo nền tại đây thì như vậy thì cổ phiếu SSI cũng là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ quan tâm định lượng. Thì về cơ bản tín hiệu tại của SSI hiện tại thì khá là tốt, và chúng ta sẽ chờ SSI đánh lại cái vùng kháng cự ngắn ở đây, tức là vùng 22.5. Khi SSI vượt thoát được vùng 22.5 với lực cầu quay trở lại khoảng tầm 3 đến 4 triệu cổ phiếu thì đấy là một cái tín hiệu để giúp cho chúng ta định lượng được một cái xu thế mới của SSI. Và những cái tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ SSI thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm nắm giữ trong cái giai đoạn hiện tại. Bởi vì sau khi các trụ, các blue chip nhóm ngành ngân hàng chạy thì rất có thể nhóm ngành chứng khoán sẽ là một trong những cái nhóm mà sẽ thế chân vào cái việc là cổ phiếu sẽ chạy. Chúng ta sẽ nói đến cổ phiếu Hòa Phát. HPG là một mã cổ phiếu mà hiện tại bây giờ được một cái sự quan tâm rất là lớn của thị trường. Hơn thế nữa thì trong team Hùng Lê thì các tài khoản lớn đã gần như mở mua trong phiên ngày hôm qua, mua Hòa Phát. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta xét ở một cái góc độ yếu tố trung hạn và dài hạn thì Hùng đã phân tích rồi, đó là Hòa Phát sẽ có những cái điểm xoay chiều, cái điểm hỗ trợ dài ở đây Hùng đã nhìn thấy ở đây, đấy là quanh nền 20
quanh nền 20 đến nền 21, gần như là cổ phiếu này đã quăng quật ở đây rất là dài và nó không bị phá vỡ. Và những cái yếu tố tạo lực và dòng tiền đã bắt đầu tiếp tục được bơm vào ở cái nền 22. Ở cái nền 22 ở đây. Và như vậy thì hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng rằng Hòa Phát sẽ mở ra một cái kỷ nguyên mới, một cái chân trời mới của một sóng mới. Nó cộng thêm đó là một số các yếu tố về cơ bản, đó là nhà máy Dung Quất thì đã bắt đầu có những cái mẻ phôi thép đầu tiên. Và cái việc nhà máy Dung Quất đi vào vận hành thì như vậy thì Hòa Phát sẽ có được rất nhiều các cái lợi thế, đặc biệt là Hòa Phát sẽ cân được cái lượng cầu của đầu cầu miền Nam. Tức là từ nhà máy Dung Quất mà để đi đến tất cả các cái đầu tỉnh của phía miền Nam thì như vậy là đã giảm đi được 4 ngày, tức là đâu đó chỉ khoảng tầm độ 2 đến 3 ngày. Chính vì vậy nên đấy là những cái thế mạnh và nhà đầu tư đã đang kỳ vọng một Hòa Phát với một diện mạo hoàn toàn mới. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu mon men mua và đã mở mua, hình như phiên ngày hôm nay thì không biết là Hòa Phát có được mua ròng không. Phiên ngày hôm nay thì là không cần đi mua bán cân bằng nhau. Tuy nhiên những phiên ngày hôm qua thì gần như là lực mua của nước ngoài đã bắt đầu mạnh và chúng ta hoàn toàn yên tâm với Hòa Phát ở trong một cái tâm thế mới và một cái vị thế mới của Hòa Phát. Tiếp theo thì Hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu FPT. FPT là một mã cổ phiếu về ngành công nghệ và như vậy thì chúng ta thấy rằng là FPT đã hoàn thành target tiếp theo, đó là target vùng 60. Trong tuần vừa rồi thì FPT đã hoàn thành cái target vùng 60. Như vậy là những cái nhịp phân tích của chúng ta gần như là cũng khá là chính xác, đúng không ạ? Và từ cái nhịp 60 này thì Hùng Lê cũng đã có những phân tích định lượng liên tục. Các anh chị có thể thấy rằng là Hùng liên tục phân tích định lượng FPT 1 ngày, 2 ngày, đúng không ạ? Rồi sau khi chốt đây thì bắt lại này, chờ bắt lại này, vùng giá mục tiêu vùng 58 đến vùng 58.5, ví dụ như vậy. Và mục tiêu đánh chạm vùng 65, và sau khi mà FPT khỏe quá, tức là không chạm được về đó, thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng lại, tức là khả năng thì là cái nền ý đồ tạo lập được không bị gãy nền 59 đến 59.5. Đó, vậy thì chúng ta phải liên tục cập nhật như vậy. Và rõ ràng chúng ta cũng thấy rằng là FPT đã rất là khỏe, gần như là chưa chạm được về 59. Và trong phiên ngày hôm nay thì một số các tài khoản trong team Hùng Lê đã đặt lực cầu để chờ bắt ở vùng 59 nhưng không thể bắt nổi. Và cuối phiên thì FPT đã kéo xanh nhẹ ở vùng 59.6. đó. Và như vậy chúng ta thấy rằng là sau hai nhịp đánh mạnh lên của FPT thì FPT đang có những phiên chạy ngang và gần như là không bị gãy nền 59. Thì kịch bản nào cho FPT thì Hùng đang khuyến nghị các anh chị trên team của Hùng Lê đó là bắt lại FPT ở vùng 59, bắt lại toàn bộ những cái số chúng ta đã định bán ra, đã bán ra khi mà FPT chạm vùng 60 và mục tiêu tiếp theo của FPT có thể sẽ chạm vùng 65. Ở trong nhịp đánh này thì nó cũng hoàn toàn song trùng với việc là VN Index của chúng ta có thể chạm vùng 1050 đến vùng 1100, thì đấy là nó cũng hoàn toàn là hợp lý, bởi vì là cái quá trình đi lên của VN Index ngoài cái việc là họ nhà VIX thì cần rất lớn đến những cái yếu tố phụ trợ, ví dụ như những mã cổ phiếu FPT, ví dụ như G. Đấy là những cái mã cổ phiếu mà nó sẽ có những cái tác động hỗ trợ thị trường trong khi mà họ VIX bị suy yếu, ví dụ như vậy. Thì đối với kịch bản của G hiện tại, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là G sau một cái nhịp test chỉnh ở đây thì gần như G cũng chưa hồi phục lại thực sự là tích cực. Tuy nhiên ở một cái yếu tố mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là G đã lấy lại được cái vùng 38 với việc là dòng tiền thì đang tiếp tục có những cái dấu hiệu tốt lên. Thì có thể trong một kịch bản ngắn ở tuần tới thì có khả năng G sẽ test chỉnh lì xì ở quanh vùng 38 và cái nhịp này thì mắc, tức là G sẽ hồi phục lại được về đúng cái đỉnh ngắn hạn đây, tức là khoảng quanh vùng giá 40. Những cái điểm mua của G thì hiện tại cũng không khuyến nghị, bởi vì những cái điểm đánh ngắn như vậy thì chúng ta sẽ không tham gia. Novaland thì cũng đẹp rồi đấy. Novaland hôm nay là chạm vùng 58, tức là vùng hỗ trợ có khi là chạm đẹp hơn ở chỗ này đi, 57. Khả năng chạm đẹp nhất thì cứ đẩy chạm về vùng 57, xong đấy tích lũy trở lại người ta lại mua lại.
Ta lại mua lại ở trong một cái nhịp đánh ngắn. Đối với Novaland thì nó không có nhiều các cái yếu tố cơ bản và kỹ thuật, và chúng ta chỉ đánh ở trong một sóng ngắn như vậy, các cái điểm hỗ trợ và các cái điểm kỹ thuật. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn đến VCG. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải nói nhiều hơn đến VCG. Chúng ta view một cái view nó tổng thể như thế này. Ở VCG sau những cái nhịp đánh ngắn và đánh sóng dài từ vùng 10 và chạm lên đến đâu đó khoảng vùng 26 là một cái nhịp đánh rất là dài của VCG, thì VCG đã có những nhịp chỉnh về quanh 15 khá là đẹp, tức là khoảng tầm 50% Fibo 50, và sau đó thì đã đánh vượt vượt đỉnh 26, và hiện tại thì những yếu tố tạo lập đã tạo lập khá là dài đây. Và chúng ta quan sát ở một cái góc độ đó là dòng tiền đang có những dấu hiệu đi lên. Đấy là một cái tín hiệu tốt của VCG ở trong thời điểm hiện tại, dòng tiền đang có những tín hiệu đi lên. Cùng với đó là sau một thời gian cạn cung thì VCG đang có những dấu hiệu ở đây, đang có những dấu hiệu ở đây, và rất có thể là trong một cái quãng thời gian dài, tức là quãng thời gian từ từ ngày bao nhiêu đấy, từ ngày 26 tháng 4 cho đến bây giờ là đến tháng 11, tức là VCG đã có khoảng tầm 6 tháng để tạo lập gom hàng. 6 tháng để tạo lập gom hàng thì Hùng Lê nghĩ đấy là một quãng thời gian cũng khá là đủ cho một cái chu kỳ sóng mới của VGC. À xin lỗi cả nhà, VCG. Và sau khi mà hình thành một cái chu kỳ sóng đủ lớn rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu làm gì ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu tham gia vị thế đối với mã cổ phiếu VGC, VCG, và chúng ta sẽ và cái cổ phiếu này ở vùng nền 26, các anh chị có thể nhìn thấy không? Vùng nền 26 không bị gãy, và Hùng có đề cập rồi. Tức là chúng ta sẽ chờ tạo lập làm gì sau cái nền giá 26, thì bây giờ là đang thấy chuẩn bị mon men, đúng không ạ? Và các anh chị nào yêu thích mã cổ phiếu về bất động sản, chúng ta có thể canh cổ phiếu này ở quanh vùng nền 27 ở trong phiên tuần tới, và chúng ta mở mua 1 phần 3. Chúng ta mở mua 1 phần 3 số chúng ta định mua đối với mã cổ phiếu VCG cho một sóng dài, cho một sóng dài của cổ phiếu này. Và điểm mua hết thì ông Lê sẽ khuyến nghị sau, chúng ta sẽ mở điểm mua gom đã. Thì VCG là một cái mã cổ phiếu mà cũng đưa vào list danh mục đầu tư trong giai đoạn hiện tại của team. Chúng ta cùng đi phân tích mã cổ phiếu nhựa BMP Bình Minh. Thì đối với Bình Minh thì Hùng Lê liên tục phân tích và khuyến nghị các anh chị của chúng ta, đó là Bình Minh chúng ta cần phải đánh ở trong một kênh xu thế dài. Đối với việc lướt sóng thì chúng ta sẽ rất là khó đánh đối với Bình Minh, và trong một cái nhịp đánh ở đây, tức là Bình Minh đã hoàn thành target vùng 50 55. Từ vùng 55 này thì Bình Minh sẽ chỉnh, và cái nhịp chỉnh maximum về vùng 52, và từ vùng 52 này cổ phiếu sẽ tích lũy lại được. Thì cái cơ hội để cổ phiếu này đánh chạm vùng 60 là còn, và đối với Bình Minh thì chúng ta sẽ cứ phải túc tắc, và chúng ta sẽ phải gắn bó lâu dài đối với nó. Bình Minh thì là một cái mã cổ phiếu cũng gần như đầu ngành về ngành nhựa rồi, đầu ngành về ngành nhựa, và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Bình Minh thì Bình Minh cứ đi zig zag như vậy, tức là đi rất là chậm. Cái nhịp đi của Bình Minh nó khá giống với nhịp đi của PTB, PTB Phú Tài ấy. PTB đấy, nó cũng khá giống với nhịp đi của Phú Tài, thì tín hiệu Phú Tài thì mình sẽ phân tích sau. Thì đối với Bình Minh thì các anh chị của chúng ta cứ yên tâm nắm giữ thôi. Và những cái vị thế mà chúng ta có thể cover tiếp và gia tăng tỷ trọng ở vùng giá 52, nếu như tại cái vùng hỗ trợ tại cái vùng hỗ trợ này không bị phá vỡ và có những cái lực cầu hút trở lại, thì như vậy là những cái tín hiệu đó là những cái tín hiệu tốt của Bình Minh. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu MVKG thì ngày hôm nay sau khi mà hoàn thành cái target vùng 130 thì có vẻ là MVKG đang bị chốt. Đang bị chốt thì về cơ bản là hiện tại thì tín hiệu dòng tiền đang có những cái dấu hiệu đi xuống, và tín hiệu đường MACD thì cũng đang bị bung ra, tức là cái xu thế hiện tại của MVKG là đang xu thế giảm. Thì các anh chị lưu tâm giúp Hùng Lê ở vùng 124.5. Nếu như tại vùng 124.5 này bị gãy thì thôi, chúng ta sẽ chốt MVKG, và chúng ta bằng lòng với việc là MVKG đã hoàn thành một cái target hết sức là mỹ mãn, đúng không ạ? Hết sức là mỹ mãn. Từ vùng phân tích ở đây khoảng vùng 82.5 và đã đạt được vùng 130. Như vậy là Hùng sẽ tính thử xem nào. 130 trừ 82.5 47,5 trên 82,5.
Như vậy là một cái nhịp tăng khoảng tầm 57%, quá tốt và quá tuyệt vời đối với một mã cổ phiếu trụ như thế này. Thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta cũng có thể, rất có thể là cái nhịp sóng này là nhịp sóng cuối cùng của MWG. MWG sẽ không hoàn thành được cái mục tiêu tiếp theo ở vùng 140. Ví dụ như vậy thì chúng ta cũng hoàn toàn là yên tâm và hoàn toàn chúng ta bằng lòng thôi. Chúng ta cũng không có gì phải phân vân nữa. Bởi vì MWG đã có một cái nhịp đánh rất là tuyệt vời ở đây rồi, đúng không ạ? Chúng ta cùng xem mã TV2 xem nào. TV2 có gì không ta? TV2 thì sau khi hoàn thành target 95 ở đây thì khả năng là TV2 sẽ chỉnh lại đâu đó về vùng 80. TV2 thì vẫn đang trong một cái nhịp quá trình chỉnh thôi. Và tại vùng 80 này thì chúng ta sẽ quan sát, quan tâm trở lại đối với TV2 sau. Mã cổ phiếu PNG. PNG cũng là một mã cổ phiếu mà hiện tại trong team của Lê đang nắm giữ và cũng đang theo dõi rất là sát các cái động thái của Lê khuyến nghị ở trên room PNG. Đó, PNG thì đang cân cung cầu ở vùng 85, chỉ cần được cầu ăn qua vùng 85.5 thì xu thế cổ phiếu có thể sẽ tiếp tục được xác lập và target ngắn ở quanh vùng 88. Thì đối với PNG, phiên ngày hôm nay là một cái phiên khá là kịch tính, khi mà thị trường đã có những cái sự rung lắc dữ dội. Tuy nhiên, PNG đã không bị gãy cái nền 85 và lực cầu còn quay trở lại trên những cái xu thế hiện tại. Chúng ta cũng có thể thấy rằng dòng tiền đang có kênh xu thế đi lên. Cùng với đó tín hiệu MACD khá là tốt, dòng tiền tốt và cái mục tiêu hoàn thành vùng 88 thì nó sẽ ở trong cái khả năng, thậm chí là mạnh hơn thì PNG có thể đánh chạm vùng 90, tức là sẽ đánh vượt đỉnh ở đây. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể tính toán cho PNG một sóng dài hay không, thì Hùng Lê cũng đang tính toán một cái tọa độ là khả năng PNG sẽ có một cái sóng dài ở đây. Ở sau khi mà PNG đã hoàn thành những nhịp sóng chỉnh ABC ở đây rồi thì PNG sẽ có một sóng dài, và cái sóng dài có đạt được hay không thì sẽ tiếp tục phân tích. Nhưng trước mắt đối với những tài khoản đang nắm giữ PNG, chúng ta quan sát ở vùng 88, tại vùng 88 lực cầu cũng có thể là đánh một phát từ đây lên luôn, tức là từ đây đánh thẳng lên luôn, và như vậy thì PNG đã có một cái nhịp tăng từ khoảng vùng 80 đến vùng 90. Thì đấy là hai cái kịch bản của PNG có thể xảy ra. Về xu thế hiện tại của PNG thì PNG đang là tốt khi mà dòng tiền đang có xu hướng lên, và những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu sau một phiên tăng mạnh, cổ phiếu đã có đến 4 phiên cân lại cung cầu quanh vùng 85, khá là tốt, khá là ok. Bao na thì tí nữa cũng sẽ phân tích ở trong. Trong các cái bản tin tiếp theo, trong cái danh mục đầu tư HD Bank thì tí nữa Hùng sẽ phân tích ở trong đó, Techcombank thì tí nữa sẽ phân tích lại, Dabaco cũng như vậy, DBC cũng như vậy. Ok, như vậy là Hùng Lê đã cùng với tất cả anh chị em của chúng ta đã view lại toàn bộ tất cả cái dòng tiền cũng như là xu thế của trụ các cái mã cổ phiếu cơ bản tốt và các cái nhóm ngành chính. Thì nhìn ở trên một góc độ tổng thể thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là hiện tại tất cả mọi con mắt đang đổ dồn về Vinhome, đang đổ dồn về Vinhome, về họ nhà VIX và VRE. Cùng với đó là một số các cái mã cổ phiếu nó mang cái tính chất là tăng mạnh trong thời gian vừa qua, ví dụ như là VRC và MWG. VRC và MWG thì về cơ bản là đến cái phiên kết tuần ngày hôm nay thì Hùng Lê thấy rằng là về tín hiệu kỹ thuật là gần như chưa có một mã cổ phiếu nào bị phá vỡ đó, và gần như các mã cổ phiếu đều đang nằm ở trên cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật, tức là trên cái ngưỡng có thể xác lập một cái target đi tiếp theo. Chính vì vậy nên là cái việc mà trong tuần vừa rồi thì Hùng Lê có kỳ vọng là VN-Index của chúng ta cần phải chỉnh, tức là chỉnh một cái phiên để rũ hết toàn bộ cái lượng hàng đi, sau đó thì nó sẽ có một cái lượng cầu, một cái lượng tiền mới để chúng ta xác lập, để chúng ta đi ở một cái góc độ tiếp theo. Tuy nhiên là rõ ràng là trong tuần vừa qua thì VN-Index quá khỏe và cái gap ở chỗ này thì chưa lấp được, tức là cái gap mà tạo thành ở đây thì chưa lấp được, và cái vùng 1010 và Hùng kỳ vọng là sẽ lấp ở lại quanh vùng 1010. Tuy nhiên trong tuần vừa rồi thì gần như là VN-Index của chúng ta cũng không hề chỉnh và cái xu thế hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là VN-Index của chúng ta đang khá là mạnh,
khá là mạnh. Thế thì cái kịch bản cho VN Index của tuần tới của chúng ta sẽ là 1020. Tại sao Hùng lại đưa cái mốc 1020 này? Bởi vì 1020 là 1015. Cái mốc 1020 này là cái mốc mà sẽ là cái vùng kháng cự, tức là sẽ là cái vùng đệm để giúp cho Hùng Lê có những phân tích định lượng tiếp theo ở trong một cái kênh xu thế dài của VN Index. Và nếu như vùng 1020 này mà VN Index của chúng ta không bị phá vỡ, tức là thị trường của chúng ta cực kỳ khỏe luôn đó. Trên một kênh xu thế thì chúng ta thấy rằng là hôm nay thì tín hiệu dòng tiền có một cái xu thế, tức là tín hiệu dòng tiền có một cái xu thế bẻ quay xuống, thì đấy cũng là một cái dấu hiệu tốt, không sao cả, bởi vì là thị trường của chúng ta tăng như vậy thì cần phải nghỉ ngơi, cần phải có những cái thời gian nghỉ ngơi. Và mà kỳ vọng sang tuần tới thì VN-Index của chúng ta có một cái biên tích lũy ở nền 1015 đến 1020, 1020, và ở trong cái nền tích lũy đi ngang này độ khoảng tầm độ 1 đến 3 phiên, và sau đó thì các cái tín hiệu tạo dập về dòng tiền sẽ tiếp tục quay trở lại và đánh đánh VN-Index của chúng ta đi lên một cái vùng cao mới, đó là vùng 1040 đến vùng 1050. Thì trước mắt là chúng ta sẽ kỳ vọng ở vùng 1040 trước. Đấy là một cái target mà Hùng Lê phân tích ở trong một cái sóng, ở trong một cái chu kỳ sóng của VN-Index ở đây. Đây các anh chị có thể xem lại này. Hùng Lê phân tích rất là kỹ, Hùng có đăng cái bài này ở trên trên group Facebook chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Đó, và theo lý thuyết của sóng Elliott thì sóng 3 sẽ là một sóng rất là mạnh và có thể đạt được ở những cái target rất là cao. Tuy nhiên có cao hay không thì chúng ta sẽ căn cứ cái tình hình thực tế để chúng ta có thể phân tích và định lượng. Còn đối với xu thế HNX Index thì cũng đang khá là tốt rồi. HNX Index trong tuần vừa rồi đã phá được cái kháng cự đây ở vùng 106 và tiếp tục một cái xu thế đi lên. Và như vậy thì cả VN Index và HNX Index đều song trùng ở trong một cái sóng tăng, ở trong một cái sóng tăng, và khả năng thì sẽ chạm về lại vùng kháng cự này, đã vượt qua thì khả năng chạm về vùng đây là vùng 1110. Về vùng 110 nó cũng song trùng với việc VN Index của chúng ta có thể chạm vùng 1040, như thế nó cũng sẽ khá là hợp lý. Và về đến vùng đó thì thị trường chúng ta chỉnh, và chúng ta sẽ căn cứ cái tín hiệu thực tế thị trường chỉnh, và chúng ta sẽ có được những cái điểm mua tiếp theo. Ok, về thị trường chung là như vậy, chúng ta hoàn toàn yên tâm một cái tâm thế vị thế của thị trường mới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi phân tích và điểm lại một số cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang quan tâm theo dõi, NLG, Nam Long. Đối với Nam Long thì như thế nào? Nam Long thì trong tuần vừa rồi hơi yếu, bởi vì là Nam Long không có được dòng tiền quay trở lại sau khi mà đánh bật được ở cái kênh xu thế ở đây. Thì về cơ bản là có thể Nam Long sẽ chạm lại cái vùng hỗ trợ ở đây. Ở đây là cái vùng hỗ trợ ngắn ngắn, ở đây là vùng 28.3. Các anh chị mà đang nắm giữ Nam Long thì có thể quan sát tại đây, có thể là tại vùng này thì Nam Long sẽ có những cái nhịp đánh lên, và cái mục tiêu ở trong cái thời điểm hiện tại thì vẫn chưa chưa có thay đổi kịch bản, đó là vẫn kỳ vọng Nam Long có thể đánh chạm lại được vùng 31 đến vùng 31.5. HDG. Về cơ bản HDG sau một cái nhịp tăng dẫn ở đây thì HDG đang chạm lại kênh. Những cái nhịp đánh của HDG hiện tại thì nó cũng chưa thực sự là mạnh, khả năng HDG vẫn đang chỉ lình xình ở quanh vùng 34.5 đến vùng 35. Tích lũy được ở vùng này, có những phiên hút cầu thì có thể đánh chạm vùng 38, đánh chạm vùng 38 ở trong nhịp đánh này. HDG thì chúng ta có thể tính toán ở một cái tọa độ, tức là một cái sóng dài, chứ còn nếu chúng ta đánh lướt sóng ở trong thời điểm này thì nó lại không không còn phù hợp nữa đối với HDG. DPG, Đạt Phương. Đối với Đạt Phương thì đây một cái nền tích lũy đi ngang ở đây, cái vùng hỗ trợ của Đạt Phương ở quanh vùng 40. Quanh vùng 44 ở đây. Hiện tại thì Đạt Phương đã đánh chạm lại vùng kháng cự ngắn, tức là cái đỉnh ngắn ở đây ở trong phiên ngày hôm nay, tức là chạm vùng 48. Và tín hiệu dòng tiền hiện tại của Đạt Phương thì nó cũng đang hơi yếu. Tuy nhiên là Đạt Phương thì cũng có một cái cách đi, là đi nó cũng không có nhiều vô lắm, tức là trong quá trình đi thì sang tuần tới có thể Đạt Phương sẽ có những cái phản ứng ở đây, sẽ có những phản ứng ở quanh vùng 48 ở đây, xem là có thể có một cái kịch bản nó tốt hơn, đó là Đạt Phương sẽ có những phiên hút cầu quanh vùng 48.
để đi lên để đánh chạm vùng 50 và thậm chí là một những cái điểm hồi phục cao hơn ở đây, bởi vì hiện tại thì cũng đang nhìn thấy là tín hiệu đường MACD thì đang khá là tốt và tín hiệu về dòng tiền thì cũng đang khá là ok. Một số các chỉ báo kỹ thuật ngắn thì cũng đang cho thấy đạt phương đã có một cái lực hồi tốt rồi, và chúng ta một số các anh chị cũng có hỏi Hùng ở trong tuần vừa rồi có mua đạt phương hay không, thì chúng ta cũng đã có những cái điểm mua, thì nếu như chúng ta đã mua rồi thì chúng ta hoàn toàn yên tâm để chúng ta nắm giữ chờ đạt phương có những cái nhịp đánh tiếp theo. VCS thì trong tuần vừa rồi có một nhịp đánh dẫn lên sau đó lại đánh rũ, thì về cơ bản là VCS hiện tại thì một cái kịch bản nào thì VCS ở trong cái giai đoạn hiện tại, tức là khả năng mà VCS tăng mạnh ở trong thời điểm hiện tại thì Hùng Lê chưa có nhìn nhận thấy. Bởi vì sao? Bởi vì là đã có một cái lượng lớn các cái lực cầu, các cái lượng lớn đã chốt ở cái vùng này, như vậy thì cổ phiếu nó sẽ khá là khó. Những cái lực đánh ở đây chỉ hợp lý khi chúng ta đánh T cộng, ví dụ như khi bắt ở vùng 83 ở đây và chúng ta bán thôi. Về cơ bản là đã có 3 phiên rũ hết lại thì như vậy là có thể là cổ phiếu này lại chạm lại về vùng 85. Và vị thế hiện tại của VCS thì chúng ta cũng không nên tham gia ở trong thời điểm hiện tại, bởi vì là bắt những cái lực hồi ngắn nó như thế này nó sẽ rất là khó bắt. Và cái nữa là đây, những cái tín hiệu về dòng tiền hiện tại đang là một vấn đề đối với mã cổ phiếu VCS, và VCS lại đang có đang bị mất dòng tiền, tức là khi cổ phiếu hồi về đến đây nhưng cổ phiếu cái dòng tiền nó bị mất đi, thì nó sẽ có thể dẫn đến một kịch bản xấu, tức là một cái nhịp hồi từ đây về đến vùng này đó, về đến vùng kháng cự, và sau đó thì cổ phiếu tiếp tục xả về ở vùng 70. Như vậy thì nếu như cái kịch bản này mà nó xảy ra thì như vậy là chúng ta sẽ cân nhắc giữa lợi nhuận và rủi ro, thì rõ ràng là cái việc mà rủi ro nó quá lớn so với việc lợi nhuận chúng ta đạt được. KBC Kinh Bắc của anh Tân Tạo thế nào? KBC thì về cơ bản là vẫn đang tích lũy nền thôi, chưa có tín hiệu kỹ thuật tốt hơn. C2 đã chỉnh chưa? C2 vẫn chưa chỉnh, tức là vẫn chưa chỉnh về đến đoạn này, nhưng mà cơ bản là C2 thì cái cách đánh của C2 nó cũng khá là dị. Khi đánh thì cũng căng căng phết đấy, nhưng mà khi rũ thì cũng khá là dị, nên là anh em nào mà đang quan tâm đến C2 thì chúng ta cũng kiên trì thôi. Tín hiệu hiện tại của C2 thì C2 sẽ phải chỉnh, và thậm chí chỉnh sâu hơn, có khi còn chỉnh lại về quanh vùng 22.5 cơ, tức là có khi sâu hơn là có thể chỉnh về đây. SDI thì thương vụ SDI thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là thương vụ của anh Vượng dẫn đến việc SDI đã có một cái nhịp đánh rất là mạnh ở đây, thì cơ bản là khả năng là SDI sẽ lình xình ở quanh đây và sẽ có một nhịp đánh tiếp, khả năng là phải chạm về vùng 130 đến vùng 140 nó mới hết sóng. Tuy nhiên là giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng tạm thời là chúng ta không còn cơ hội nữa, bởi vì chúng ta đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro nó quá lớn. Đối với VRC thì VRC là một cái mã cổ phiếu mà mình đã quan tâm quan sát ở đây, tuy nhiên là VRC nó lại đánh quá nhanh, nó chạy nhanh như thế này nó sẽ rất là khó. Và có thể là VRC sẽ đánh, khả năng là sẽ đánh trả lại hàng 16.5, khả năng là sẽ rũ hết cái cây nến ở trên này và tích lũy lại đây và chạy từ từ thì nó hợp lý. 16.5 nó khá là hợp lý hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng thể thấy lịch sử đánh của VRC thì VRC nó có những nhịp chạy rất là nhanh và sau đó thì những cái nhịp rũ rất là nhanh. Chính vì vậy nên là nếu như chúng ta không có được vùng giá mục tiêu, tức là không có được vùng giá thấp, thì chúng ta tạm thời chúng ta không nên đu theo, bởi vì là chúng ta đu theo ở những cây nến như này thì chúng ta sẽ gặp những cái rủi ro lớn. Tuy nhiên trong một cái xu thế thì khả năng là VRC cũng đã có một cái nhịp hồi đây rồi, và chúng ta quan tâm lại ở quanh vùng 16.5, có thể mở điểm mua ở quanh đấy nếu như cổ phiếu có những nhịp test chỉnh về đấy. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu SCS thì trong tuần vừa rồi thì cũng đã có quan sát được ở những cái lực
những cái lực hồi nhất định của cổ phiếu này. Tuy nhiên là SCS thì đang có những nhịp đánh rất là nhanh, và lịch sử của SCS thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tức là SCS đã có những cái tuần đánh liên tục, tuần đánh dốc liên tục như này. Đây các anh chị có thể nhìn thấy đây là cũng một nhịp đánh rất là dốc của SCS này. Đó, rồi đây này, những cái nhịp đánh, tức là những cái tuần đánh dồn dập, những cái tuần đánh dồn dập liên tục. Và gần đây nhất đây là cũng một cái nhịp đánh rất là dồn dập này, rồi từ đây nhịp đánh dồn dập, nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy là khi mà cổ phiếu này gãy thì cũng gãy rất là nhanh. Đây cũng là những cái nhịp đánh liên tục của SCS. Thì hiện tại ở đây hiện tại ở đây Hùng Lê cũng đang nhìn thấy có những cái tín hiệu, có những cái tín hiệu nền, có những cái tín hiệu kỹ thuật để có thể kỳ vọng một cái nhịp đánh, một cái nhịp đánh dài dài của nó ở đây. Và một cái nhịp đánh dài dài này thì phiên ngày hôm nay lực cầu cũng đang vào khá là tốt, khá là ok. Cái điểm Hùng Lê quan tâm đến ở đây đó là giá có thể tham gia vùng 15. Với những anh chị nào quan tâm đến mã cổ phiếu này, phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba, nếu như SCS có những phiên có những điểm trả về quanh vùng 15 thì chúng ta có thể quan tâm giải ngân ở vùng này 1/3 số định mua để có thể bắt một cái nhịp đánh T cộng, một cái nhịp đánh T cộng của SCS ở trong thời điểm hiện tại. Trong thời điểm hiện tại khả năng là về đến cái vùng kháng, về đến cái vùng hỗ trợ này. Đây là một cái vùng hỗ trợ của SCS thì chạm về bên này, và SCS cũng đang có những cái tín hiệu đây, và đấy là những cái tín hiệu mà giúp cho chúng ta có thể có những cái định lượng tốt hơn về mã cổ phiếu này. Màu xanh. VCG cũng màu xanh. VCG thì cũng đã phân tích rồi đúng không ạ? VCG. Những yếu tố tạo lập đã bắt đầu, và chúng ta sẽ quan tâm mở mua VCG ở vùng giá 27. Quanh vùng giá 27, 1/3 số định mua trong tuần tới đối với mã cổ phiếu VCG. Các nhóm ngành về ngân hàng và chứng khoán thì đầu tiên là mã cổ phiếu BIT, Hùng đã có phân tích rồi, những phân tích định lượng của BIT có thể chạm về vùng target ở vùng đâu đó nhỉ, 42,5 gì đó. Sau khi mà BIT đã chia cổ tức MBB. MBB thì sau khi phiên ngày hôm qua công nền, tức là MBB đã công nền 23.5 ở đây. Tuy nhiên là hai phiên gần sau thì MBB đã không giữ được, và trong phiên ngày hôm nay thì MBB cũng bị bán khá là mạnh. Thì khả năng cái kịch bản hiện tại của MBB là MBB Hùng vẫn kỳ vọng một cái kịch bản là MBB sẽ tiếp tục đánh, ở những sóng lên, và có thể những phiên trả cầu lại, quanh vùng 23.4, 23.5 sẽ còn lại 1-2-3 phiên ở đây, để giúp cho MBB có những cái tín hiệu xác nhận tốt hơn. Về những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng vẫn khuyến nghị tất cả những anh chị trong team cùng lên, chúng ta tiếp tục nắm giữ MBB. Techcombank, TCB. TCB thì Hùng cũng đã có phân tích rồi, target 25 đã hoàn thành, và mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng 26. Mạnh hơn, nếu như tại vùng 26 Techcombank đánh qua thì mạnh hơn, thì Techcombank sẽ về đến những cái target cao hơn ở trên này, đó là khoảng đâu đó vùng 28 đến vùng 29. Tất nhiên đến tại thời điểm đó thì chúng ta sẽ phân tích sau, nhưng trước mắt sẽ là vùng 26. Mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng 26 của TCB. VPBank. Đối với VPBank ngày hôm nay là có một, đây có phải cây nến không ta? Đây không phải. Đây là một cái kịch bản mà Hùng Lê đưa ra ở trong tuần trước. Trong cái bản tin phân tích tuần trước thì các anh chị cũng có thể xem lại, đấy là vùng 21.5 là một cái vùng Hùng Lê đã có những phân tích định lượng của VPBank. Nếu như VPBank có không bị gãy nền này và có những phiên có những cây nến xanh, đây anh chị có thể nhìn thấy cái hình xanh xanh đây này, Hùng vẽ đây này. Đó thì nó tương ứng với cây nến xanh ở đây. Tức là Hùng đã dự báo những cái kịch bản có thể xảy ra, đúng không? Nếu như có cây nến xanh hiện tại và bứt VPBank lên vùng, tức là thoát vùng 21.5 chạm lại vùng 22 và có cơ hội để vượt thoát vùng 22.5, thì như vậy cái xu thế mà đi lên của VPBank để có thể hoàn thành cái vùng target 24 đến 24.5 là còn. Ngược lại nếu như có một cây nến gãy sâu như này, thì chúng ta phải bán, tức là những tài khoản mà chúng ta nắm thì chúng ta bán tất toán toàn bộ đó. Tức là khi các anh chị về đồng hành với team Hùng Lê, các anh chị luôn có được những cái kịch bản tốt nhất về cổ phiếu. Tức là chúng ta hoàn toàn chủ động, nếu kịch bản A xảy ra thì chúng ta phải làm gì, nếu kịch bản B xảy ra thì chúng ta phải làm gì. Đó là một trong những cái mà giúp cho chúng ta luôn luôn tự tin và giúp chúng ta luôn luôn chủ động. Còn cái việc là cổ phiếu lên và cổ phiếu xuống thì chúng ta không thể chống lại được. Nhưng
chúng ta chủ động được cái phương án hành động ở khi cổ phiếu lên và khi cổ phiếu xuống thì chúng ta đã là một người rất là thành công rồi. Đó. Xu thế hiện tại của VPBank, có thể VPBank sang tuần tới sẽ lình trình ở quanh vùng 22 và sau đó sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Với những tài khoản đang nắm giữ VPBank thì chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm, bởi vì là cái ngưỡng 21.5 của VPBank hiện tại là nó đã không bị phá vỡ rồi. STB thì cũng đã có phân tích định lượng từ ban đầu cùng với cả SHB. Đấy là hai mã cổ phiếu mà Hùng Lê sẽ kỳ vọng sẽ chạy sau cùng khi mà các cái anh tài của nhóm ngành ngân hàng đã cán đích. Vietcombank thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Vietcombank thì Hùng đã có phân tích định lượng rồi. Trong cái giai đoạn vừa qua thì Hùng gần như chỉ khuyến nghị các anh chị trong team của Hùng Lê đầu tư các cái mã cổ phiếu ngành ngân hàng và các cái mã trụ cơ bản tốt đang rõ trend sóng. Vietcombank đã có 4 phiên không gãy nền, tức là không gãy lại nền 90 và đang có những cái phiên test chỉnh lại, cân lại cung cầu ở quanh vùng 91 khá là tốt, và rất có thể là sang tuần tới Vietcombank sẽ có những cây nến xanh ngồi kiểu này. Sẽ rất có thể có những cây nến xanh dài ngồi kiểu này với lượng cầu hút trở lại, và như vậy thì hiện tại Hùng đang thiên về một cái bản tốt của Vietcombank. Vietcombank sẽ đánh chạm vùng 100 để hỗ trợ thị trường trong tuần tới. HDBank thì Hùng đã có phân tích rồi, định lượng rồi, kết quả kinh doanh của HDBank quý 3 cực kỳ tốt. Cùng với đó là HDBank và VDC là hai cặp bài trùng, hai anh chị em của nhau đang chạy rất là tốt, vậy thì không có lý do gì mà HDBank lại không chạy được cả. Những cái nhịp phân tích của HDBank từ rất là sớm ở dưới này, những cái nhịp test chỉnh không bị gãy nền 27 và sau đó thì Vietcombank sẽ có một cái target tiếp ở đây là Hùng phân tích ở nền 30. Thì trong tuần, trong phiên ngày hôm nay là Vietcombank, HDBank đóng cửa tức là giá cao nhất ở trong phiên là gần chạm đến vùng 30. Tất nhiên là HDBank đã không đóng cửa được ở cao nhất như vậy. Như vậy thì khả năng là HDBank sẽ vẫn còn lình trình ở vùng 29.5. Tức là đóng cửa được trên vùng 29.5 đã là tốt rồi. Đấy là một cái cây nến rất là thành công của phiên ngày hôm nay đối với HDBank. Và mục tiêu của HDBank sẽ xa hơn, đó là vùng 31, thậm chí HDBank trong nhịp này có thể đánh chạm vùng 32 đến vùng 33. Tuy nhiên là cứ phải về đến vùng 30 đã. Hoàn thành 30 rồi thì chúng ta sẽ phân tích ở nhịp 31, hoàn thành ở 31 rồi chúng ta sẽ phân tích ở những nhịp tiếp theo. Đó, hàng tuần sẽ là như vậy. CTG Hùng cũng đã có phân tích đề cập rồi, CTG kỳ vọng cho một sóng dài ở vùng điểm xoay chiều ở quanh vùng 21.5. HCM và SSI, cả hai mã cổ phiếu này thì Hùng cũng đã có những phân tích định lượng, đặc biệt là HCM có cái việc là HCM có đánh được chạm kênh, chỉnh kênh hay không, thì đây là một cái kịch bản Hùng đã đưa ra đối với cổ phiếu HCM. Các anh chị chú ý ở nền giá 25, tích lũy thành công thì như vậy là cơ hội của HCM sẽ đi đánh chạm vùng 30. Còn SSI thì về cơ bản SSI đang ở trong một cái nền tích lũy, và SSI cũng là một trong cái cặp đôi cùng với HCM mà chúng ta có thể quan tâm ở trong giai đoạn sắp tới. Và Hùng đang tiên lượng một cái kịch bản, đó là sau những cái nhóm ngành ngân hàng chạy thì mã chứng khoán, các mã chứng khoán, các anh chị lưu ý, hiện tại những cái điểm xoay chiều, những cái điểm mà tích lũy của cả hai bộ cổ phiếu này thì Hùng đang thấy khá là tốt, khá là ok. Đối với ngành dầu khí, mã cổ phiếu gas thì Hùng đã phân tích rồi, khuyến nghị các anh chị chúng ta gom lại ở vùng quanh 103 nhỉ, quanh 103 gì đó, 103 à 102 đến 103 gì đó, quanh vùng 102.5. Cùng với đó là hai mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị tham gia đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại, đó là mã cổ phiếu SBR. SBR có những cái phiên tạo nền quanh vùng 9.3 khá là tốt và đã có những cái điểm mua hết của SBR khi SBR đã có những tín hiệu khá là tích cực. Trong một cái xu thế hiện tại thì SBR đang cố gắng vượt vùng 10, và chỉ cần khi SBR đánh qua vùng 10 thôi thì lúc đó cái lượng cầu nó sẽ duy trì khá là ổn định. Về cơ bản hiện tại dòng tiền của SBR cũng đang khá là tốt, và nó đang trong một cái kênh như thế này thì đang khá là ok. Sau những phiên đẩy lên thì BSR đã có những cái phiên cân cung cầu, và dự kiến theo như Hùng Lê phân tích và định lượng thì sang tuần tới tức là kết tuần sau, trong một cái bản kết tuần thì Hùng Lê sẽ kỳ vọng là BSR sẽ đóng cửa được đâu đó ở khoảng vùng 10.4, thậm chí nếu mạnh sẽ là vùng 10.5. Đó, thì Hùng sẽ kỳ vọng ở một cái cây nến kết tuần như thế này thì nó cũng sẽ khá là hợp lý. Không được 10.5 thì chắc chắn là đóng cửa trên 10 thì nó ok hơn.
Thêm một mã cổ phiếu thứ hai nữa Hùng có phân tích định lượng cho tất cả anh chị em của chúng ta, đó là mã POVK. POVK thì nhìn ở trong một cái kênh xu thế dài thì POVK đã chạm về vùng hỗ trợ cũng khá là tốt, đấy là quanh vùng đây là bao nhiêu, quanh vùng 12.5. Sau đó thì POVK đã có những nhịp đánh dẫn lên, và hiện tại thì các cái tài khoản trong team Hùng Lê cũng đã vào hàng đối với POVK. Thì sau hai phiên đánh mạnh như thế này thì POVK cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 13.5, đúng hơn là vùng 13.5 đâu đó, vùng 13.5 thì có thể từ cái điểm 13.5 này sẽ là cái điểm xoay chiều của POVK ở sau khi mà POVK hoàn thành nền. Thì trong cái nhịp đánh này thì Hùng Lê đang kỳ vọng là POVK sẽ đánh từ nhịp 12.5, sẽ đánh từ nhịp 12.5 và đánh chạm vùng khoảng vùng 15, vùng 15. Thì đây là những phiên cân cung cầu, sau khi mà những cái phiên đánh lên như này thì POVK đang có những phiên cân cung cầu, và dự kiến thì sang tuần tới thì POVK sẽ cân xong cung cầu ở quanh vùng giá 13.5, tức là phiên kết tuần đến đóng tuần sẽ kỳ vọng là trên giá 13.5. đối với POVK thì ngành dầu khí hiện tại chúng ta có 3 mã cổ phiếu đang đầu tư, đang quan tâm. Đối với thép thì Hòa Phát thì Hùng đã phân tích rồi, Hòa Phát thì không phân tích lại nữa. Đúng ạ, HPG đã có những phân tích định lượng rồi. Và những cái tài khoản nào mà chúng ta chưa có Hòa Phát thì không biết là có mua lại được ở vùng 22.5 hay không, thì chúng ta kiên trì ở vùng 22.5 và vùng 22.4 thì đây là những cái vùng mà chúng ta có thể cổ phiếu có thể test trả lại và chúng ta có thể tham gia mua ở vùng này. HSG. Đối với HSG thì chúng ta nên nhìn ở một cái xu thế như thế này thì chúng ta sẽ dễ hơn để chúng ta không bị rối. Tức là HSG thì nó cũng đã chạm về vùng đáy, chưa hẳn là đáy, nhưng mà cái vùng mà vùng giá 7 cũng là một cái vùng mà HSG có thể có những cái câu chuyện tiếp theo, hiện tại thì những yếu tố tạo lập ở đây, tức là cái cách mà cổ phiếu quăng quật tại đây thì nó sẽ còn, tức là Hùng đang kỳ vọng ở cái nền 7, nền 6.9, nền 7 thì đó thì sẽ là một cái điểm xoay chiều, và trong cái nhịp quăng quật này thì Hùng đang kỳ vọng là HSG sẽ đánh chạm về vùng giá 8.3 và cứ quăng quật mãi ở đây, sau đó thì để HSG sẽ hình thành nên một xu thế mới, và khi có một cái xu thế mới rồi thì khi đó chúng ta sẽ phân tích HSG ở một cái sóng dài thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn hiện tại HSG đang trong quá trình bẻ cái pha xu thế, và trong cái quá trình bẻ pha xu thế thì chúng ta có thể đánh ngắn, tức là đánh lướt lát từ vùng 7 đến vùng 8 chúng ta bán chẳng hạn, ví dụ như vậy, xong đấy là từ vùng này cổ phiếu sẽ chỉnh đó, nếu ở trạm về 8 sẽ chỉnh chỉnh về 7.5 rồi sau đó lại lình xình ở đây, đúng không ạ, lình xình xong thì nó lại đi lên tiếp đó, thì khi nào xuất hiện một cái nhịp sóng dài ở đây thì chúng ta sẽ đánh một cái sóng dài. Còn hiện tại thì với những anh chị mà lướt T cộng đối với Hoa Sen thì cũng được, tạm được. Đối với ngành hàng không thì VDC thì cũng đã có phân tích định lượng rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân tích định lượng cổ phiếu HVN. Đối với HVN thì Hùng đã có những phân tích định lượng ở đây, đúng không ạ, sau một cái nhịp đánh dẫn ở vùng 36 và HVN không gãy ở vùng 34 thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm để chúng ta có thể mở vị thế mua để chúng ta đánh một cái nhịp đánh dẫn của HVN, tức là đâu đó đánh chạm được khoảng vùng 38 đến vùng 39. Về cơ bản thì một số anh chị có hỏi Hùng là sao HVN yếu thế, thì hiện tại thì cũng chưa yếu đâu, vùng 35.6 có thể sẽ là cổ phiếu nó sẽ chỉnh, 35.6 thì hơi sâu, 35.7 có khả năng là sẽ có những cái phiên test liều tiều đây và sau lực cầu quay trở lại với một cây nến xanh dài, với một cây nến xanh đổ dài, thì như vậy là HVN sẽ tiếp tục xác lập cái xu thế đó, với một cây nến xanh đổ dài như này thì có thể là Hùng Lễ kỳ vọng sang tuần tới thì lực cầu sẽ bắt đầu xuất hiện đối với cổ phiếu HVN. Họ nhà Viettel thì chúng ta cùng điểm qua mã cổ phiếu VGI. Thì về cơ bản ở VGI thì
Trong một cái kênh xu thế hiện tại thì VGX đang tích lũy đi ngang, và cái nền mà chúng ta quan sát ở đây nền 31, nếu nền 31 không bị gãy thì khả năng là vẫn tiếp tục sẽ đi ngang như vậy trước khi mà có những cái câu chuyện tiếp theo. Còn cổ phiếu nó đi ngang thì chúng ta sẽ không thể trả lời được là cổ phiếu nó sẽ đi ngang bao nhiêu lâu, và chúng ta cần những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thể phân tích và định lượng. Cổ phiếu GEG là một cái mã cổ phiếu về ngành điện. Nào, chúng ta sẽ view ở GEG trong một cái xu thế tổng thể nó như thế này thì chúng ta sẽ nhìn ở như thế nào nhỉ? Không có dấu hiệu cạn cung, không có dấu hiệu cạn cung thì như vậy nó sẽ hơi khó để chúng ta phân tích định lượng ở trong cái thời điểm hiện tại. Khả năng thì lực hồi này, nếu lực hồi này thì mắc sẽ chạm về được đâu đó khoảng vùng 30. Như vậy là cũng tăng được chút ít nữa thôi. Chạm về vùng 30, khả năng là sẽ chạm về vùng 30. Cơ bản là khỏe, cơ bản là rất là khỏe, tức là cái giai đoạn này là giai đoạn mà tạo lập dùng này, tạo lập không cho gãy vùng 27. Không cho gãy vùng 27, vậy thì không gãy vùng 27 để làm gì? Thì để đánh một cái nhịp mới, khả năng là như vậy. Nên chúng ta nên tập trung vào em này, tập trung vào em này để chúng ta phân tích những cái định lượng tiếp theo. Ok, chúng ta sẽ nốt mã cổ phiếu GEG vào danh mục phân tích, và chúng ta bắt đầu quan tâm lại ở vùng 28. Nếu mà các anh chị chúng ta không ngại ngần thì chúng ta sẽ mua vị thế ở quanh vùng 28 của cổ phiếu GEG trong phiên thứ hai tuần tới, phiên thứ hai và phiên thứ ba. Ok, chúng ta sẽ nốt lại GEG. Họ nhà Kido, KDC thì như thế nào? KDC thì về cơ bản là sau một nhịp ở đây, nhịp 20-19.5 không bị gãy, sau đó tiếp tục một nhịp 20.5 cùng lên liên tục phân tích, và hiện tại thì cơ bản là vẫn đang nằm ở trong một cái kênh xu thế, trong một kênh xu thế tăng mạnh thì chưa nhìn thấy, bởi vì dòng tiền nó cứ lình xình đi ngang như thế thì nó sẽ chưa thể tăng mạnh được, nhưng mà gãy thì cũng chưa gãy, và cái mục tiêu thì có thể hồi lại về vùng 23.5 đến vùng 24. Điểm mua không còn. Hai mã cổ phiếu ngành dược thì như thế nào? Dược Hà Tây, chúng ta xem nào. DHT, dược Hà Tây. Dược Hà Tây đánh dã man tàn bạo. Dược Hà Tây thì cũng có phân tích định lượng ở đâu đó, những cái nhịp ở đâu đây, ở đâu đó ở quanh vùng, bây giờ cũng lâu rồi, 42.5 đánh một phát target phân tích ở vùng 50 thì đánh bộp một phát về vùng 60 luôn, không cần phải nghĩ. Về 60 thì lại đang chỉnh lại, và khi mà về vùng 50 thì cũng đang đề cập đến vùng 55, và vùng 55 thì cũng đánh bộp phát qua luôn. Như vậy khá là khỏe. Và một cái kịch bản nếu mà dược Hà Tây thì các anh chị có thể nhìn ở như thế này, chúng ta nhìn ở trong một cái kênh xu thế tăng trưởng dài hạn của mã cổ phiếu này thì cũng không ngần ngại, có thể đây sẽ là một cái sóng rất là dài của dược Hà Tây, một sóng rất là dài của dược Hà Tây. Vậy thì nếu như một sóng rất là dài thì chúng ta phải có được những cái phân tích định lượng nó là tối ưu nhất. Thì cái định lượng tối ưu nhất đầu tiên sau khi mà cổ phiếu này hoàn thành ở vùng giá 50 rồi thì chúng ta thấy rằng vùng 55 là cái vùng mà có thể thấy rằng là cái đỉnh cao mọi thời đại của cổ phiếu dược Hà Tây. Và có thể khi qua cái vùng 55 rồi thì như vậy là dược Hà Tây sẽ có một cái gì đó, nó có một cái dấu ấn gì đó, nó sẽ rất là tuyệt vời đây. Thì kỳ vọng lớn nhất là dược Hà Tây có thể đánh trả lại về vùng 50. Và vùng này bây giờ trước là vùng kháng cự thì bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ. Nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này. Và khi về đến vùng 50 thì sẽ có nhiều câu chuyện để chúng ta phân tích ở đây. Và chắc chắn sẽ mua. Mua để chúng ta mở ra một cái kênh xu thế mới của dược Hà Tây. Không biết dược Hà Tây trong giai đoạn hiện tại có cái yếu tố cơ bản thì tốt không? Có bán vốn hay là có gì tốt không? Hùng đây không quan tâm. Nhưng Hùng đây chỉ quan tâm đến rằng là tín hiệu kỹ thuật của nó tốt thì chúng ta mua. Đơn giản thì có như vậy thôi. Và chúng ta sẽ chờ một cái sóng dài. Một cái sóng dài này thì dài đấy, dài ơi là dài. Và dài đến đâu thì chúng ta sẽ tiếp tục có những phân tích định lượng đâu đó khoảng vùng 70. Dài ơi là dài, 70.
Và đây cũng là một cái mã cổ phiếu Mùng Lê rất là yêu thích khi Mùng Lê phân tích và định lượng mã cổ phiếu này. Một mã cổ phiếu dược khác nữa mà Mùng Lê cũng đang hết sức là tin yêu và tin tưởng vào nó, đó là DHG. Chúng ta sẽ view như thế này nó sẽ dễ hơn. DHG thì nó có một cái đặc điểm là thanh khoản nó thấp. Tuy nhiên nếu nói về yếu tố cơ bản của DHG thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là đây là một cái doanh nghiệp về ngành dược thì thôi rồi lượm ơi, đúng không ạ? Tất cả các cái mã, tất cả khi nếu như các anh chị ốm ấy, các anh chị ra hiệu thuốc và chúng ta mua các cái vỉ thuốc thì chúng ta đều thấy có chữ DHG đằng sau ấy. Đấy là những cái vỉ thuốc do cái doanh nghiệp này chế tạo và gần như là nó len lỏi hết khắp ngành, tất cả các thị trường ngành dược của Việt Nam. Và tại sao ở thời điểm hiện tại Hùng lại quan tâm và Hùng lại tin tưởng đối với mã cổ phiếu DHG? Đó là gì? Đó là dòng tiền, một cái tín hiệu dòng tiền đang ngút ngắt đi lên như thế này nó sẽ rất là tốt, và tín hiệu đường MACD thì cũng đang có những cái dấu hiệu chuyển pha. Đó, vậy thì khi mà dòng tiền mà nó được kích hoạt trở lại, quay trở lại thì như vậy xu thế cổ phiếu nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên đối với dược Hậu Giang DHG thì cái thanh khoản nó hơi thấp, mà thanh khoản thấp thì chính vì vậy nên là chúng ta sẽ ở một cái góc độ, chúng ta trending ở một cái góc độ nó vừa phải, đúng không ạ? Vừa phải, và cái vùng mà Hùng đang đề cập đây 91.5, tùy mức độ kỳ vọng của anh chị và chúng ta có thể quan tâm mã cổ phiếu này. Và hiện tại thì Hùng đang thấy khá là kết hai cái mã cổ phiếu của ngành dược. Ở khu công nghiệp thì chúng ta cũng điểm qua nhanh mã cổ phiếu D2D. Đối với D2D trong một cái kịch bản ngắn mà Hùng phân tích ở đây, chỉnh lại hỗ trợ vùng 80 không gãy, đánh chạm vùng 90, tức là hoàn thành lại cái vùng đỉnh cũ. Như vậy là xét một cái yếu tố hiện tại, như vậy là D2D cũng đã hoàn thành một cái nhịp tăng khá là tốt, tức là vẫn đánh lại được về cái vùng đỉnh cũ cao nhất mọi thời đại của nó ở đây, tức là vùng 90. Có thể khi chạm về vùng 90 thì cổ phiếu này sẽ rung rũ thôi. Sẽ rung rũ và có một sóng tiếp theo của D2D nữa hay không thì bây giờ nó cũng sẽ khá là khó để chúng ta tiên lượng, khá là khó, bởi vì là cổ phiếu đã có một cái nhịp tăng rất là dài như thế này rồi. Thì trước mắt thì chúng ta cũng chỉ kỳ vọng ở vùng 90 đã, vùng 90 đã. Những tài khoản nào đang nắm giữ thì chúng ta có thể canh chốt ở quanh vùng 90 và sau đó thì chúng ta sẽ chờ cổ phiếu test chỉnh lại và sau đó thì chúng ta có thể mua lại ở những vùng thấp hơn. Thì Hùng sẽ có những cái khuyến nghị và phân tích sau. NTC, đối với NTC thì về cơ bản ở trong nhịp này thì Hùng cũng có kỳ vọng là NTC sẽ đánh chạm lại về vùng đỉnh, về vùng đỉnh cũ của nó ở đây là quanh vùng 185. Quanh vùng 185 và những cái vùng hỗ trợ ở đây đó là vùng 168-165 ở đây. Thì về cơ bản là hai phiên này gần chạm về đến vùng đỉnh cũ này thì đang có những cái nhịp test chỉnh. Còn NTC hiện tại thì gần như là chúng ta cũng có ít cơ hội nữa rồi, bởi vì khi cổ phiếu đã có một nhịp tăng mạnh và lại hồi lại về cái đỉnh cao nhất mọi thời đại của nó thì thường là cái xu thế bị chốt nó sẽ rất là mạnh. IDV thì có gì vui không? Ở IDV này thì ăn cổ tức thôi, chứ còn lướt lát hơi khó. Trên biểu đồ đến tuần như thế này, đấy, đại loại này. Cơ bản là cũng từ lúc lên sàn đến bây giờ thì cũng thấy tăng trưởng đúng không? Không thấy giảm, như vậy là cũng hoàn toàn yên tâm nắm giữ vị thế lâu dài. D2D, xin lỗi cả nhà, IDV. Các mã cổ phiếu trụ và blue chip Vinamilk đã phân tích, G đã phân tích, BVH đã phân tích, Manchan đã phân tích, MWG và PNG. Thì trong trong các cái nhóm trụ này thì Hùng sẽ nhấn mạnh lại một tí nữa, đó là MWG thì các anh chị lưu tâm giúp Hùng ở quanh nền 124.5, lình xình ở quanh đây, và nếu như mà bị gãy nền 120 thì coi như chúng ta tất toán. Và PNG thì hiện tại là cân ở quanh vùng 85, mục tiêu 88 và mạnh hơn 90. Và PNG thì Hùng đang có một cái hướng, đó là khả năng có một cái sóng dài và sẽ đánh chạm vùng 100 và thậm chí hơn. Bản chất của PNG ở trong cái đoạn này PNG bị giảm mạnh như này, đó là PNG bị một cái phốt thôi, bị một cái phốt của một cái đồng chí nào đó bị khởi tố. Tuy nhiên về bản thân cái doanh nghiệp của PNG thì chúng ta sẽ sau này thì sẽ có những bản tin phân tích định giá
thì P&G vẫn là một cái doanh nghiệp tốt, nói chung là như vậy. Chúng ta không không đấy chỉ là những cái tín hiệu tạm thời thôi, và sau đó thì P&G nó sẽ lại về đúng với cái giá trị bản chất doanh nghiệp của nó. Thủy sản ANV thì sao? ANV thì cơ bản là đoạn này nó cũng đang đánh hơi lình xình, cơ bản là nhịp hồi này khả năng lại rũ lại về vùng nền ở đây, vùng này vùng bao nhiêu ạ? Vùng này vùng 24.5, từ vùng nền này tích lũy thành công thì như vậy đánh tiếp một nhịp nữa thì khả năng cái nhịp sau này mới đi được này, chứ nhịp trước này là chưa thể đi được, nhịp này chưa thể đi được, và nhịp này mới có khả năng đi được, khả năng là lại về lại vùng 24.5. Xu thế hiện tại của ANV chủ yếu là đi ngang và thiên về kịch bản giảm giá. Đối với công nghệ đúng không ạ? Đây là hai cái mã cổ phiếu bộ đôi mà Hùng Lê liên tục phân tích khuyến nghị cho các anh chị. FPT thì Hùng phân tích rồi đúng không ạ? Các cái kịch bản có thể gom hàng lại đối với FPT và những cái target tiếp theo của FPT. Hùng đang nghiêng về kịch bản tích cực, đó là FPT có thể đánh chạm vùng 65. DGWK cũng là một cái mã cổ phiếu về ngành công nghệ và chúng ta nên view ở một cái góc độ như thế này thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó rõ ràng hơn. Trên một cái xu thế hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy rằng là điểm tích lũy ở quanh nền 21 khá là tốt và một cái sóng mới hoàn toàn mở ra đối với DWG. Và trong cái kỳ vọng của Hùng lên thì đầu tiên là DWG sẽ chạm vùng 27 đến vùng 28. Vùng 27 đến vùng 28 là vùng kháng cự, và sau khi cổ phiếu này vùng 27-28 này tích lũy lại được, tức là Hùng đang kỳ vọng ở một cái sóng nó dài hơn chứ không phải là cổ phiếu này sẽ đánh vượt đỉnh, tức là vượt đỉnh và những cái target dài thì Hùng cũng đã có phân tích định lượng rồi, có phân tích định lượng đối với mã DGWK rồi. Tuy nhiên là chúng ta phải qua hàng tuần, đúng không? Qua hàng tuần thì chúng ta test và kiểm tra các cái tín hiệu kỹ thuật của mã cổ phiếu này để chúng ta có được những cái phân tích định lượng tốt hơn. Và những cái định lượng, những cái target của Hùng Lê ở đây đó là đâu đó ở vùng xa hơn là vùng 32 này, rồi trên nữa là vùng 35 này. Đó, tức là đang kỳ vọng ở những cái mốc rất là cao ở trên này. Tất nhiên là để lên cao được hay không thì chúng ta cần phải có những cái tín hiệu kỹ thuật ở dưới này, đúng không ạ? Chúng ta có ngọn thì chúng ta phải có nền móng chắc thì mới có ngọn cao được, chứ còn nền móng mà không chắc thì làm sao có ngọn được, đúng không ạ? Các anh chị nó hoàn toàn chúng ta như xây dựng một cái nhà ấy, đúng không ạ? Đó, vậy thì đây là những cái nền móng. Vậy thì sau khi mà cổ phiếu này có những cái nhịp test đây thì Hùng đang có phân tích định lượng ở đây ở vùng giá 25.5, thậm chí là có thể chạm vùng 25. Đây là cái vùng phân tích định lượng 25.5 và vùng 25. Một số các anh chị trong team của Hùng Lê có hỏi là bây giờ có mua thêm được không, thì Hùng Lê khuyến nghị là chúng ta quan sát ở cái vùng này, và khả năng ở trong cái góc độ hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy những cái điểm đánh như thế này là rất là tích cực này. Đó, sau những điểm đánh gãy này, cầu quay trở lại, và hiện tại thì bây giờ Hùng chỉ cần chờ một cái lực cầu quay trở lại thôi, và chúng ta quan sát ở vùng 25.5. Đấy là những cái điểm tì bật mà để giúp định lượng cái xu thế tiếp theo để chúng ta hoàn thành cái mục tiêu. Thực ra là cái mục tiêu target của Hùng Lê đặt ra ở đây là vùng 27-28 thì gần như nó cũng gần sát xịt xịt rồi. Tức là trong tuần vừa rồi đâu ạ? Trong tuần vừa rồi đâu đó là chạm được đâu bao nhiêu? 26.6, tức là cách một tí kẹo thôi. Đó, thì cổ phiếu nó sẽ đang có những nhịp tích lũy đây. Và trong cái kỳ vọng này thì Hùng Lê kỳ vọng là cổ phiếu sẽ đánh cật lực và đánh vượt vùng 28. Đấy mới là một cái sóng dài và đấy mới là một mã cổ phiếu mạnh. Thì mã cổ phiếu DGWK là một trong những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng đã khuyến nghị trong team của Hùng Lê đáng để tham gia đầu tư. Chúng ta phân tích ngành nhựa thì Bình Minh thì Hùng đã có phân tích ở ban đầu rồi, tức là Bình Minh thì chúng ta phải đánh ở một cái ten sóng gọi là sóng dài các anh chị nhé, chứ còn chúng ta đánh ngắn thì nó rất là khó chịu, và các cái điểm tích lũy test chỉnh thì Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi. Đối với nhựa tiền phong thì chúng ta Hùng đang nhìn ở một cái góc độ là một góc độ dài hạn đối với anh này, xem là anh ấy có hoàn thành được không, thì đang ở một cái góc độ là cân chỉnh cung cầu lại ở quanh vùng 33.
Cân chỉnh cũng còn vào vùng cái vùng mà tích lũy ở đây là vùng 30 đến vùng 35. Hiện tại là cổ phiếu này đang đi ngang ở trong vùng này thì chúng ta sẽ cần thêm thời gian. Mía đường FPT. FPT có gì vui không ta? FPT thì về cơ bản là trong giai đoạn này không gãy nền bao nhiêu, không gãy nền ở đây 18 và lại chạm lại về nền 19 thì về cơ bản là chúng ta canh chốt thôi. Còn những yếu tố tạo lập một cái lình xình thế này đúng rất là sợ. Cứ lình xình thế này là rất là sợ. Rất là sợ là sau những cái nhịp lình xình này là rất có thể là tạo lập cứ vừa kéo vừa xả, vừa kéo vừa xả. Trong những cái tình huống như này thì chúng ta phải hết sức là cẩn thận và hết sức là lưu tâm. Chúng ta sẽ phân tích một số cái mã cổ phiếu khác và sau đó thì chúng ta sẽ phân tích đầu cơ sau. Mã cổ phiếu TNA. TNA là một mã cổ phiếu rất là mạnh và các anh chị có thể xem lại những bản tin phân tích của ông Lê đâu đó, nếu mà chúng ta thử đánh vào đây xem nào. Là cũng khá là sớm đấy, cách đây cũng phải mấy tuần rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, khoảng tầm 6 tuần. Tức là lùi lại 6 bản tin về trước thì cũng đã có phân tích định lượng TNA. Thì TNA đã có những cái nhịp đánh lên vùng 14, 14.5 và kỳ vọng target chạm vùng 18. Chạm vùng 18, từ vùng 18 này thì kỳ vọng là TNA chỉnh lại một tí để chúng ta mua lại. Nhưng rõ ràng là TNA không chỉnh và cứ thế một mạch cắm đầu đi lên. Một mạch cắm đầu đi lên. Như vậy nó cũng sẽ rất là khó, khá là khó ở trong giai đoạn hiện tại. Những cái điểm mua gần như chúng ta không thể mua được. Khi mà cổ phiếu nó đã chạy như thế này, chúng ta đu theo những cái điểm mua này thì chúng ta sẽ bị bất lợi. Và cũng có thể nhịp này thì TNA sẽ đánh chạm luôn. Tức là sẽ đánh chạm luôn về vùng 22, tức là hoàn thành bằng cái đỉnh cũ của nó ở đây. Rất là mạnh. TNA lịch sử cũng có những tuần đánh liên tục như vậy, nhưng mà cái giai đoạn này thì đánh rất là không có vốn. Nhưng mà trong những cái giai đoạn này thì TNA đã có những tuần có những phiên giao dịch từ 4,5 triệu đến 5 triệu cổ phiếu một tuần. Như vậy là rất là khỏe, quá khỏe luôn, quá khỏe đối với TNA. Những cái điểm mua thì theo Hùng thì chúng ta sẽ phải cần chỉnh, chứ còn nếu mà chúng ta đu theo như thế này cũng khá là nguy hiểm. Mã cổ phiếu CVT. CVT thì như thế nào? CVT thì về cơ bản là chưa có lực bật rồi. Sau những nhịp chỉnh xuống đây, xong đánh lên và lình xình thì cơ bản là hiện tại thì CVT vẫn đang đi ngang ở quanh vùng 23. Dòng tiền đang cắm đầu đi xuống như thế này thì nó cũng hơi xấu, tức là có nghĩa là không hẳn là xấu, nhưng mà là loại như là cái lực tăng của nó sẽ không có và nó chủ yếu là nó lình xình đi ngang. Đường MACD thì cũng đang cắm đầu đi xuống như vậy thì nó cũng không thực sự là tích cực đối với mã cổ phiếu CVT. Đạm Phú Mỹ DPM. Đạm Phú Mỹ hiện tại thì cũng chưa có những yếu tố đột biến. Vùng 14 là vùng chúng ta quan sát. Chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu Phú Tài. PTB là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê liên tục phân tích và định lượng trong thời gian vừa qua. Bởi vì xét trong một cái sóng trung hạn thì Phú Tài cũng là một trong những cái mã cổ phiếu đạt các cái tiêu chí về mặt kỹ thuật. Target mà Phú Tài đạt được ở đây là vùng 75 thì đã hoàn thành rồi. Hùng đang kỳ vọng là những cái nhịp test chỉnh của Phú Tài ở đây không gãy nền 73 và từ nền 73 này thì Phú Tài lại hút lại dòng tiền. Hút lại dòng tiền để coi như đánh vượt thoát đi lên. Thì trong cái điểm, những cái điểm ngắn hạn ở đây thì hiện tại là Phú Tài hơi xấu, bởi vì là những cái tín hiệu đường MACD đang bị kém đi, dòng tiền thì đang lình xình đi ngang. Như vậy thì Phú Tài cần có thêm thời gian, và đặc biệt là trong phiên cuối tuần khớp 36.000 cổ phiếu không sao cả. Những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Phú Tài vẫn khá là tốt, khá là ok, và chúng ta sẽ quan sát ở vùng 73. Nếu tại vùng 73 cổ phiếu không bị gãy thì như thế cơ hội chúng ta đi tiếp vẫn còn và tạo lập sẽ có thể sớm xuất hiện dòng tiền ở trong tuần tới. Cổ phiếu Dabaco thì đối với Dabaco thì lợn chết nhiều mà sao lại tăng mạnh thế? Thì đây là một câu hỏi chưa có câu trả lời. Tuy nhiên ở trên góc độ hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong một kênh xu thế dài hạn thì Dabaco đang cực kỳ là ok. Một cái sóng dài hạn của Dabaco rất là đẹp. Và Hùng Lê đang phân tích và nhìn nhận Dabaco ở vùng 22.5. Chính vì vậy nên Hùng đã khuyến nghị trong tin của Hùng Lê, các anh chị canh ở vùng 22.5, chúng ta mở mua vị thế 1/3 số chúng ta định mua để chúng ta
đón đầu và đánh mã cổ phiếu Dabaco ở một sóng dài. Hùng rất thích những cái mã cổ phiếu để đánh sóng dài, chứ còn các cái mã cổ phiếu đánh sóng ngắn là gần như Hùng ít quan tâm. Thì Dabaco hiện tại là như vậy, chúng ta sẽ quan tâm và chúng ta mở mua một trong ba số định mua quanh vùng 22.5. APC thì có gì vui không? APC thì về cơ bản là cổ phiếu đang tích lũy nền. Tích lũy nền để bắt đầu một chu trình mới, bắt đầu một xu thế mới thì cổ phiếu nó sẽ mất khá là nhiều thời gian. Và cái vùng Hùng Lê đang quan tâm ở đây là vùng 22.5 cho một xu thế mới của cổ phiếu APC. Hiện tại thì chúng ta sẽ chưa nên mua. Khả năng là cổ phiếu này sẽ còn test nền, tức là test đáy. Đây, khả năng là vẫn còn một cái vùng 21 ở đây nữa này. 21.2. Khả năng vẫn còn một cái điểm 21.2 này, có thể nó sẽ test chỉnh về đó và tích lũy trở lại. Thì đối với APC cũng là một mã cổ phiếu mà chúng ta đưa vào danh mục quan tâm. Tiếp theo là mã cổ phiếu Bana. Bana là một trong những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã có những phân tích định lượng cho các anh chị ở trong bản tin tuần trước, và trong tuần này thì Hùng Lê tiếp tục cập nhật đối với các xu thế hiện tại của Bana. Chúng ta có thể quan tâm lại vị thế của Bana ở quanh vùng 15.5. Theo Hùng Lê thì khả năng là cổ phiếu Bana sẽ có những phiên test lại cung cầu ở vùng 15.5, chưa chạy ngay được đâu. Các anh chị cứ sợ chạy làm sao mà chạy được, còn lâu mới chạy được nha. Khi nào chạy thì biết ngay, chưa chạy được ngay đâu. Cổ phiếu này sẽ cần cân ở đây, và thậm chí nó còn quăng cuột, thậm chí là nó còn thấp hơn cơ, chứ không phải là vùng 15.5, thậm chí là nó còn quăng cuột lại ở vùng 15.3 đó. Thậm chí là còn quăng cuột lại ở đây 15.3, quăng cuột chán ở đây nữa, tức là gọi là đánh vật chán ở đây rồi, khi đó thì mới có thể hình thành được một cái kênh xu thế mới ở đây. Yên tâm là như vậy, chưa thể chạy ngay được đâu. Đấy, anh Minh TV có thể theo dõi lại, và đấy, điểm mua cho anh đấy, anh yên tâm, nó còn rất là nhiều nếu chúng ta chịu khó. GMD chưa có gì, đi ngang rất xấu. Ok, chúng ta sẽ phân tích tiếp một số các cái mã cổ phiếu về đầu cơ ngắn gọn thôi. Đầu cơ thì Hùng sẽ đang hiện tại Hùng đang quan tâm đến mã cổ phiếu hút. Đối với hút, ở trong một cái xu thế tổng thể, hút đã có một cái nhịp giảm khá là tồi tệ, và những anh chị nào mà cầm nắm giữ mã cổ phiếu hút thì từ vùng giá 10 và vùng giá 2, như vậy là chúng ta cũng đã gọi là hết sức là đau thương. Tuy nhiên bất lợi của người này thì sẽ là cơ hội của người khác, nó luôn là như vậy. Và cơ hội có mở ra đối với hút hay không thì hiện tại Hùng đang quan sát nền ở đây. Hùng đang quan sát hết sức là sát sao đối với mã cổ phiếu hút ở nền 2 và nền 2.5. Khi mà nhà nước của chúng ta có những cái cơ chế mới trong một số các dự án BT và BOT thì hút sẽ là một trong những cái anh chàng mà nó sẽ có sự hồi sinh, và sự hồi sinh đó thì nó sẽ là niềm vui của người này, nhưng sẽ là nỗi đau của rất nhiều người khi cầm nắm hút từ vùng giá 10. Ok, đối với hút thì như vậy, hiện tại thì chúng ta chỉ quan sát thôi chứ chúng ta cũng chưa mua. Hiện tại những cái nền tích lũy chặt ở đây quanh nền 2.4 rất đẹp. Thêm một mã cổ phiếu nữa là TCH. TCH thì tài chính Hoàng Huy, những phiên đánh dẫn lại như này cơ bản là nó hơi lình xình thì những cái điểm mua thì phải quanh vùng 22, tức là vùng nền ở dưới này. Đây, nền hỗ trợ, chứ còn đánh lên thế này thôi, không tham gia nữa. Một mã cổ phiếu nữa mà nó mang đậm tính chất đầu cơ, đấy là mã cổ phiếu 2. Đối với 2 thì chúng ta nên xem nào, chúng ta nên nhìn ở thế này thì nó sẽ hợp lý hơn. Đối với 2, những cái nhịp ở đây là những cái nhịp quăng cuột ở đây cũng đang khá là tốt rồi đấy, khá là tốt rồi. Những nhịp quăng cuột của 2 ở quanh nền đâu trên đến ngày. Những nhịp quăng cuột của 2 ở quanh cái nền ở đây là nền bao nhiêu? Nền 1.6 đến 1, nền 1.7, và cái điểm Hùng Lê quan sát đấy là 1.75. Đối với 2 ở 1.75, dành cho những chiến binh yêu thích đầu cơ, chúng ta có thể bắt đầu chiến đấu từ vùng 1.75 cho một xu thế dài. Bởi vì lúc hai đánh thì chúng ta thấy rằng là hai đánh là những nhịp đánh gọi là những nhịp đánh thần kỳ, nó những nhịp đánh rất sốc và những nhịp đánh thần kỳ. Thì ở giai đoạn hiện tại Hùng đang quan sát ở vùng 1.75 là một vùng hợp lý để có thể hai có thể chiến đấu.
Mã cổ phiếu TSC, chúng ta xem TSC nào. TSC hình như Hùng cũng đã có khuyến nghị rồi đấy. TSC. TSC Hùng đã có phân tích và định lượng đó là có thể mua ở vùng 2.9 trong cái phiên 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 này này, suýt soát chạm 2.9. Chỉ chạm đến 2.95. Chạy đâu ta? Không nhìn thấy luôn. 2.95, khả năng là thiếu mất dấu chấm. Đó, những chạm vùng 2.95 ở đây thì chúng ta mua. Và đối với TSC thì sao? TSC chúng ta có thể view ở trong một cái, ở một cái chân dài dài một tí. Tức là lịch sử của TSC đã có những nhịp đánh sau những nhịp suy giảm ở đây. Anh chị nhìn thấy sau những nhịp suy giảm ở đây. Và TSC đã có những nhịp đánh từ vùng giá, đây là khoảng vùng giá 3.5 và đánh chạm vùng 20. Thì trong cái giai đoạn hiện tại thì Hùng đang có kỳ vọng ít nhất là ở trong cái nhịp đánh này thì TSC ít nhất là chạm về cái vùng đỉnh cũ của nó ở đây, tức là vùng 7 đi. 7.2 thì nó hơi kỳ vọng quá. Đó, về vùng 7, như vậy là từ vùng 2.9 đánh về vùng 7 là cũng đang khá là nhiều kỳ vọng đúng không ạ? Khá là nhiều kỳ vọng. Và đối với đội tạo lập đội lái của TSC trên góc nhìn của Hùng lên nó khá là tốt. Đây cũng là một mã cổ phiếu dành cho những chiến binh của chúng ta yêu thích đầu cơ. Đầu cơ thì chúng ta chiến đấu thôi. Rất là đẹp luôn. Tiếp tục mã cổ phiếu 2. Hưu à? Khác hai kia. Đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà cái sự tạo lập của nó cũng cực kỳ là lớn. Và gần như đến thời điểm hiện tại thì từ lúc em ý lên sàn và đến thời điểm này là quay về mo, tức là đã có một cái nhịp giảm trung hạn rồi. Và đây là những cái thời điểm mà Hùng đang quan sát lại hai ở một cái góc độ, ở một góc độ vừa góc độ đầu cơ và vừa góc độ đầu tư. Đó là hai đã hưu, ta phải nói chữ hưu để cho nó khác cái hai kia đi. Ở một cái nền ở đây là nền 12 và nền 11. Nền 11 đó. Và ở trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta ở nhìn cổ phiếu này ở một cái góc độ tích cực hơn. Đó là đã có những tuần quăng quật ở quanh đây rồi. Và những cái nhịp trung bình của nó ở quanh vùng 11.5. Hùng lấy 11.5 nhé. Hiện tại là đang đóng cửa vùng 11.4. Thì để chúng ta có được một cái góc nhìn nó tốt hơn về cổ phiếu này. Đó, thì Hùng sẽ đưa ra một cái góc độ kỳ vọng là quanh vùng 11.5 và tùy các anh chị và chúng ta có thể canh mua, thậm chí là có thể mua được ở đây này. Đâu ạ? Giá 11.2 luôn. Quá đẹp cho 11.2 và quá đẹp cho một cái kênh xu thế mới của mã cổ phiếu này. Đây cũng là một mã cổ phiếu siêu đầu cơ dành cho những tín đồ đầu cơ. Đó, ngày hôm nay Hùng những mã cổ phiếu nào đầu cơ đẹp nhất, Hùng có phân tích và định lượng cho tất cả anh chị rồi. Mã cổ phiếu TIG. Ôi chết rồi, TG sao hôm nay tăng mạnh thế trời. Hỏng rồi, tăng thế này thì hỏng rồi. Lịch sử của TG chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là TG cũng đã trong quá khứ cũng đã có những cái điểm đánh cũng khá là mạnh. Đây, những cái nhịp đánh này thì chúng ta cũng có thể sẽ thấp thế này một tí. Tức là vùng 2.82. 2.82 và đánh chạm về vùng 10. Đây là trong quá khứ. Còn đây là hiện tại. Vậy trong hiện tại này thì có đánh được về hay không? Thì tiếc quá nhỉ. Tuần này tăng quá mạnh luôn. Như vậy là đã đi được một nửa chặng đường theo cái kịch bản mà phân tích theo cái kịch bản cũ. Và TEG, cái đội lái, đội tạo lập của TEG cũng đang rất là khỏe. Và khi TEG đã có những vùng giá thế này thì Hùng cũng đã có phân tích định lượng về mã cổ phiếu TEG. Tuy nhiên là TEG là một cái mã cổ phiếu đầu cơ, dẫn đến cái việc là chúng ta Hùng không có khuyến nghị đầu cơ. Tức là khuyến nghị đầu cơ là nó hơi mang tính chất gọi là cờ bạc. Mà đây là cái kênh đầu tư về chứng khoán, các anh chị lưu ý, kênh của Hùng Lê là kênh đầu tư về chứng khoán. Chính vì vậy nên Hùng Lê liên tục khuyến nghị các anh chị đầu tư những mã cổ phiếu có trend sóng dài. Còn đầu cơ thì Hùng chỉ có khuyến nghị gọi là chúng ta văn hóa văn nghệ thôi. Quá đẹp, tuần vừa rồi TEG chỉnh quá đẹp luôn. Chỉnh xong và tăng, gọi là tăng vật vã luôn. Ok, cơ hội không biết có còn hay không, nhưng mà khả năng là vẫn còn. Chờ một nhịp chỉnh đi, chờ một nhịp chỉnh để chúng ta có thể mua và đầu tư mã cổ phiếu TIG. Ok, vậy là rất là tuyệt vời. Ok, như vậy là Hùng Lê đã vừa mới đi điểm lại toàn bộ tình hình thị trường, phân tích định lượng các mã cổ phiếu mà liên tục mà chúng ta theo dõi.
Các anh chị nốt lại những mã cổ phiếu nào Hùng Lê liên tục khuyến nghị đáng để đầu tư, thì chúng ta nốt lại các cái điểm chỉnh kỹ thuật để chúng ta đầu tư. Và cũng như ý kiến của anh Minh TV, tức là anh Đức Minh, cần có những cái điểm mà khuyến nghị mua, hoặc là những điểm khuyến nghị bán, hoặc là để cập nhật tốt nhất, thì Hùng Lê mời các anh chị về đồng hành cùng với Hùng Lê, đồng hành với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS, để Hùng Lê có được những cái hỗ trợ tốt nhất cho các anh chị trong quá trình phân tích đầu tư, và cùng đồng hành với các anh chị trên cái chặng đường đầu tư. Và Hùng Lê cũng mong muốn rằng là tất cả những anh chị em đã đăng ký kênh, hiện tại là chúng ta đã có kênh của chúng ta, hiện tại là kênh của chúng ta đã có khoảng gần 4.000 anh chị em của chúng ta đăng ký kênh để cập nhật các cái bản tin hàng tuần của Hùng Lê. Còn trên Facebook thì hiện tại là chúng ta có 1.847 anh chị em thành viên. Thì mong rằng các anh chị đã biết Hùng Lê, đã biết phương pháp của Hùng Lê, thì vui lòng chia sẻ những cái giá trị của Hùng Lê để cho cộng đồng nhà đầu tư ở trên khắp mọi miền của đất nước và ở nước ngoài. Hiện tại thì Hùng Lê đã có những anh chị đang làm việc tại nước ngoài và đã biết đến Hùng Lê và đã thường xuyên tương tác Hùng Lê để cập nhật những cái tình hình của thị trường. Thì chúng ta chia sẻ những giá trị này để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn, giúp cho team của chúng ta ngày càng nhiều hơn, càng có nhiều những anh chị có những cái nền tảng kiến thức tốt hơn, để cùng nhau đồng hành, để cùng nhau chia sẻ những giá trị đó cho những nhà đầu tư đi sau, cho những người đi sau, cho những người chưa biết về chứng khoán hoặc đã biết rồi thì sẽ biết hơn. Ok, thân chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư, hẹn gặp lại anh chị trong những bản tin tiếp theo. Và chúng ta hoàn toàn tự tin, hoàn toàn kỳ vọng một tuần mới sẽ là một cái tuần giao dịch hết sức là thành công, và tất cả những anh chị trong team của chúng ta thì sẽ có được những cái điểm chốt các cái mã cổ phiếu đạt target. Thân ái chào tạm biệt.